VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Tuần trước, hoàng tử Indie Vũ đã tạo nên một cơn địa chấn khi là nghệ sĩ đầu tiên lộ diện. Đêm nay, bảng B sẽ quay trở lại. Bé gà Chip Chipping đáng yêu khiến hội đồng cố vấn không thể rời mắt. Bảo mắt biết lém lĩnh. Không có quyền anh đi ra đi. Và mang đến giọng ca đầy mê hoặc. Gã trâu si tình Buffalo đốn tìm phái nữ qua bảng hit triệu view. Hư thật ngôi sao đăng lên của làng hài Việt. Là giật giật kiểu sao Xuyến hả anh? Anh giật giật em cũng bừng bừng trong ngày này. Và Ocean, nhân vật bí ẩn nhất với hàng triệu lượt xôn xao bàn tán. Tôi cần nghe những cái tên từ hội đồng cố vấn. Gương mặt tự tin của quý vị đâu rồi? Họ đã sẵn sàng trở lại đường đua với những bản hit đình đám, cùng những màn đối đáp đầy tiếng cười. Sau một thời gian theo đuổi, tôi đã ngỏ lời với bạn và thật bất ngờ bạn đã có chủ. Người ấy là ai? Ai? Anh Nhân, chính anh. Anh làm cho người ta thích anh. Lục gặp Trần Thành, tôi cò bầu. Họ làm cho mọi thứ nó rối tung lên. Làm cho người ta rối tung lên nghề chính của em. Em đang xúc động quá nhưng mà cái giọng này nó không giống với cảm xúc của em bây giờ. Càng dễ hơn. Em có đang khóc không? Dạ. Ô khóc thật à? Nên để cô ta đi xa với chương trình, chúng tôi còn những nhân vật như thế này tại The Masked Singer Việt Nam. Nghệ sĩ nào sẽ phải dừng chân và cởi bỏ mặt nạ? Chúng ta đã có kết quả trên tay. Như vậy, bạn là người mà khán giả muốn bạn lộ diện cho buổi tối ngày hôm nay. Tất cả sẽ được hé lộ ngay bây giờ. Và thưa quý vị, chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình âm nhạc bí ẩn nhất mỗi tối thứ bảy, The Masked Singer Việt Nam. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam do Vion và V Channel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, V Channel. Chúng ta hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem trọn bộ ca sĩ mặt nạ Vion không thể rời mắt. Chúng ta có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính ngân hàng quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Sở hữu ngay thẻ VIP Online Plus hoàn đến 6% mua sắm trực tuyến. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, bung cùng nhạc chất.
hãy cùng chúng tôi đón chào hội đồng cố vấn. Đầu tiên hãy đón chào MC diễn viên Trấn Thân, ca sĩ Tô Tiên, rapper Wowy và ca sĩ Trúc Nhân. Và chủ đề ngày hôm nay dành cho những nhân vật đó chính là những điều đầu tiên. Nhưng đối với hội đồng cố vấn thì chúng tôi sẽ có một chủ đề đặc biệt, những ấn tượng đầu tiên về nhau. Cái này dễ mít lòng nha. Thì Bắp muốn bắt đầu từ ai ạ? Ưu tiên khách tới nhà. Dạ, ấn tượng của em với anh Dìn trước đi, ông không có ưa em. Cái đó không còn phải bàn cãi. Ấn tượng đầu tiên là sao ông không nhận chào của mình ta? Nhớ cũng lễ phép lắm mà ta. À, là ấn tượng đầu tiên mà lúc mà tụi mình gặp nhau mấy năm trước đó đúng không? Không phải, tại mấy năm trước có những cái lúc mà mình dị ứng với những cái người mà mình cảm giác là họ không thật sự đáng tin. Cho nên là anh sẽ bị phòng thủ trước, nhưng mà khi mà chơi một thời gian thì thấy là cũng không đáng tin luôn. Nó cũng không khá hơn. Thì còn chị Tiên, ấn tượng đầu tiên của em gặp chị là lúc chị mới về nước. Chị mới thi cái cuộc thi hơi remix một chút á. Lúc đó là 2015. Em vừa chạy chương trình với chị Suboy xong là em thấy chị đang đứng ở dưới. Ủa sao nó nhớ dữ quá ta, chị nhớ nó dễ sợ luôn á. Xong rồi em có thấy chị Tiên hello em này kia rồi. À chị có hello luôn hả? Dạ dạ có. Thân thiện quá, thân thiện lắm. Thiện. Còn anh Ngô Kiến Huy. Em sao tới anh giọng em lại thấp như vậy? Em nhìn lại em biết là bão tố sắp tới. Chuẩn bị bão tố sắp tới rồi, em đi chặn hậu ngay trước không à. Cái lần mà em ấn tượng nhất á, không phải là lần đầu tiên, mà là cái lần đóng chung bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Lúc đó là anh Huy là phải ngồi luôn ở trên cái cây cổ thụ rất là lâu, cả một buổi trưa luôn. Thấy ổng vui vẻ lắm, giỡn với ekip dữ lắm. Xong xuống dưới nói chuyện với ổng á, ổng không có dạy với em chị. Xong bên này mình quay đó nhiều mình mới biết rằng là mà mình nghỉ ngơi thì mình cần nghỉ ngơi thiệt. Dạ, đó là ấn tượng của Trúc Nhân. Nhân đã nói về ấn tượng đầu tiên với mọi người thì anh sẽ nói một cái gì đó khác một chút. Anh sẽ nói về cái thay đổi đầu tiên mà anh nhận ra được từ tụi em ha. Wow, cái đề hay á. Nhân có một cái thời gian mà nó bị nổi loạn với tính cách của nó. Rồi lần đầu tiên anh thấy nó thay đổi là khi Nhân bắt đầu thật sự rất là enjoy để nói một cái tiếng sorry với ai đó. Nhân không còn bị cảm thấy mình bị hurt nữa. Và lúc đó Nhân cũng bắt đầu bớt đối phó với thế giới nhiều hơn. Rồi thay đổi đầu tiên mà anh nhận ra được ở Tóc Tiên đó là Tóc Tiên chín chắn hơn nhiều so với cái thời anh em mình còn đi hát ngày xưa. Mọi thứ Tiên nhìn hướng về hướng bình an nhiều hơn. Còn Bắp thì nếu như ngày xưa em sẽ lên sân khấu và em chỉ nói thôi. Nhưng lần này anh thấy em đầu tư thật sự với chương trình Mask Singer này. Em có những màn nhảy mặc dù cũng không đẹp lắm. Mà mình dừng ở chỗ đầu tư được rồi anh. Càng ngày dẫn chương trình càng cứng cửa hơn. Đúng không ạ? Rõ ràng là rất là đầu tư. Còn Wowy, mỗi lần Wowy xuất hiện sẽ nghĩ ra một cái gì đó rất là đặc biệt, thông minh. Chẳng hạn như bộ đồ mà ở Thung Lũng Tình Yêu này. Quý vị có thể thấy là giống như những cái anh mà phó nháy đi là các bạn có chụp hình với ngựa tôi không à? Sao là 12.000 một tấm à? Kiểu vậy. Nhìn vào đây Made in Đà Lạt. Và tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ có xu hướng là thay đổi theo hướng tốt hơn. Thì các ca sĩ đến với chương trình The Masked Singer cũng vậy. Họ thay đổi cái ngoại hình bằng những nhân vật khác. Đôi khi nha, cái dòng nhạc của họ lúc trước mình chưa quan tâm, nhưng mà tự nhiên ngày hôm nay đến với chương trình này với một cái nhân vật khác, mình thích cái tính cách đó, thì lúc đó mình chỉ lắng nghe giọng hát thôi. Lúc đó mình nói wow, sao cái người này hát hay dữ vậy mà từ xưa tới giờ tôi không để ý ta. Lúc đó quý vị mới đi lục lại những cái gì mà người ta đã từng làm hay ho trước đó và quý vị yêu mến họ nhiều hơn. Đó cũng là một sự thay đổi theo hướng tích cực. Cảm ơn Trấn Thành ạ. Và bây giờ chúng ta phải dành thời gian này để đến với những điều đầu tiên của những nhân vật trong buổi tối ngày hôm nay. Cùng vỗ tay thật lớn, hú hé thật to để hòa mình vào không gian âm nhạc của The Masked Singer Việt Nam. Chào mừng quý vị quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và đây sẽ là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Một nhân vật đã gây rối loạn thông tin. Rất nhiều những cái tên đã được đề xuất, nhưng đến bây giờ hội đồng cố vấn vẫn bị xoay mòng mòng, không biết đây là ai cả. Và hôm nay hãy cùng chúng tôi chào đón sự quay trở lại của Awesome. Yeah.
chào Osen vẫn thần thái ấy. Osen quá chịu khó luôn á, xách Osen ra cỡ đó mà Osen vẫn uy nghi ngút ngàn mà đáp xuống rất là vững vàng, đáp nha, rất là đẹp, đúng không? Vậy là có thêm manh mối có vũ đạo trong người. Bắp ơi, hình như hôm nay Osen có kẻ mấy dưới phải không ạ? Trước là chúng ta mãi chú ý vào bộ trang phục. Dạ. Nên hôm nay chúng ta mới nhìn thấy được cái làn mi dưới của Osen. Bây giờ thì mời tất cả quý vị và hội đồng cố vấn hãy cùng đến với những điều đầu tiên của Osen. Xin mời. Ở tròn họa thân thanh sen, bởi vì hoa sen mọc từ trong bùn, đầy dáng khó, nhưng nó chính là biểu tượng của sự khát vọng và vươn lên. Thú thật, lần đầu tiên ó xuất hiện tại The Mask Singer, hiện ó vừa phấn khích và vừa hồi hộp. Nó giống hệt cái cảm xúc mà bạn hít đầu tiên của ó bức thình lình nổi đình nổi đám. Đó là một sản phẩm làm ra vì nhớ nghe, và thật sự là nó rất là đà. Đoàn nhạc được đông đảo, nhiều người hát đi hát lại. Trước đây, ó từng từ chối một cơ hội rất lớn mà ó ao ước, vì ó muốn dành tròn thời gian để chào đón điều hóa đầu tiên của cuộc đời. Để con. Korean Air. Ó chưa bao giờ ân hận về những quyết định của mình. Và đêm nay, ó sẽ chứng minh cho các bạn thấy sự có mặt của ó sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Không thể rời mắt. Không lẽ Osen là người của Vion? Dạ có cơ sở. Bây giờ phải người của Vion hay không? Bài hát lựa chọn ngày hôm nay sẽ quyết định. Xin mời phần trình diễn của Osen. Thank you.
anh có vài chuyện tình buồn. Đời mà nó được như điều mình muốn, là duyên là nợ đâu phải không hiểu là mình muốn. Nhưng người ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường em, nhỉ anh nghĩ thôi thì yêu đi. Cứ nói đó nếu không thích ở anh điều gì, và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý. Yêu ai cũng được tức ứng đổi nơi anh đi. Từ ngày em đến bầu trời mỏng hừng đông, nhưng vòng hòa âm do vàng vòng cũng rung động. Em là bạn giao hồn khiến nhân gian phải đồng lòng. Hãy tin anh đi vì anh là những chuyến xuống. Anh muốn có em trong tay như thế. Anh ơi, mình không đoán được anh ơi. Anh đoán được một chút. Nhưng mà Osen ơi, không cần biết who you are, nhưng you're amazing. Amazing. Hay quá ơi. Trời ơi. Trời ơi, lợi hại. Còn cái quảng giọng chị nghe không? Quá kinh khủng cái giọng ca này, một tiết mục mở màn không thể nào đỉnh hơn được nữa. Đẳng cấp. Nhưng mà ngày hôm nay có một sự may mắn nha. Tụi em để ý ở phía dưới khán giả có một sự hiện diện của một nhân vật chủ nhân ca khúc vừa rồi. Anh ấy cũng có mặt ở đây. Xin được giới thiệu Châu Đăng Khoa. Wow. Hồi nãy á, Trúc Nhân có phát hiện được sự có mặt của Châu Đăng Khoa. Và chúng ta có bàn qua bàn lại là hỏi là ô, như vậy là cái người bạn thân nhất của Châu Đăng Khoa là ca sĩ Sophia. Thế bảo là ô, không thể nào được. Vóc dáng này không phải là của Sophia. Mà hát bài của Sophia như vậy cũng có nghĩa là những người bạn thân quen. Chúng tôi đã rà gần đó. Và Khoa ơi. Dạ, em đây anh Thành. Ai mà đích thân em phải lên đây ngồi nghe người ta hát vậy? Có thể hint nhẹ cho ban giám khảo một chút được không? Thật ra ngày hôm nay mà Khoa xuất hiện ở đây là đi với khói thôi. Chứ còn cái Osen này là ai thì thực sự là bản thân em bây giờ cũng chưa biết. Tại chương trình bảo mật rất là kỹ. Nhưng mà Khoa có một cái tên nào xuất hiện trong đầu mình hay không? Sau khi nghe cái bài này thì em đoán được nhóm bè chính là Cadillac ạ. Dạ, đúng mà, chính xác. Rất ghê. Bingo. Em đoán được Cadillac. Anh còn biết là cái bài này là băng nhạc Hoài Sa nữa đó. Lần đầu tiên mà khi em nghe một cái phiên bản mới của bài Chân Ái của em feel như thế nào? Em thấy là cái bản phối mới này nó phù hợp với lại trình diễn sân khấu hơn. Bản cũ thay đổi những chất liệu từ điện tử mà em làm sang những cái chất liệu mà nó mang hơi hướng rock hơn. Nghe rất là đã. Nhất là những cái đoạn sau á, rất là nhiều layer nhạc cụ cùng hòa quyện với nhau, đẩy cái cao trào của bài hát lên, rất là phê. Hội đồng cố vấn, chúng ta đã bình tâm lại chưa nào? Hãy đưa những lời nhận xét của mình về tiết mục vừa rồi. Xin mời Trúc Nhân ạ. Dạ, ấn tượng đầu tiên của Trúc Nhân về Osen. Hình như Nhân đoán sai hết rồi. Mà không phải Nhân mà tất cả các anh chị nghe Osen cất giọng lên rồi. Ủa, mới tập trước trả lời bằng tiếng Bắc mà dữ liệu thì lại rất nhập nhằng. Từng sống ở nước ngoài, từ bỏ rồi có con, rồi cầm một cái vé Korean Air nữa. Ủa, giờ là mình phải làm sao ta? Nhưng mà có một điều Osen ơi, Trúc Nhân ngưỡng mộ và luôn luôn thèm thuồng được nghe những cái giọng hát. Nó có nhiều những cái vị trí âm thanh và nó đa màu sắc ở trong cái giọng hát. Thì Osen có hết và Osen còn làm rất tốt. Và Trúc Nhân cảm nhận được rằng là Osen có một cái cổ họng rất là chuyên nghiệp và nhạy cảm để có thể luyến được những cái nốt. Hồi nãy Nhân nghe Osen luyến cái mà là trời ơi, cái người này là phải là điêu luyện lắm nè, cái vòng luyến nó mới run một cái cách mượt mà như vậy.
Mà Nhân ơi, đặc biệt là cái bài này thì theo như mình đã nghe cái bản gốc thì mình biết cái đoạn Osen hát đó chỉ là cái đoạn hook nó rất là ngắn, nhưng mà cả ba lần hát hook thì là ba lần xử lý hoàn toàn khác đúng rồi. Và chắc chắn là chỉ có những người rất là sành sỏi trong nghề, có kỹ thuật cao và có một cái tư duy âm nhạc rất là đáng ngưỡng mộ mới có thể xử lý ba cái vần khác nhau để mà đẩy lên đỉnh điểm cuối cùng như vậy. Tôi đã biết Osen lại. Tôi chắc chắn là những suy luận của tôi ở vòng trước sai hết rồi. Tại vì Osen dễ sợ quá, Osen dùng tiếng Bắc để lường gạt. Osen không phải là người Bắc. Ở cái vòng này, cái cách hát của Osen đã chứng minh điều đó rất rõ ràng. Lần trước bạn còn thông minh, bạn chọn một cái bài có âm mượn hơi ma mị, là bởi vì đa số là ca sĩ ở Hà Nội thì họ thích cái style nhạc kiểu đó, cho nên là chúng ta hoàn toàn bị lừa. Và đây không phải là một người chỉ đơn giản là giỏi thanh nhạc, mà còn là một người đa phong cách, hát được rất là nhiều thể loại, thiên biến vạn hóa để bẻ cái giọng hát mình ra nhiều màu sắc khác nhau được. Và thậm chí cực kỳ thông minh, nhái giọng được luôn. Tôi đã có câu trả lời trong đầu tôi rồi. Wow, biết quả người quý. Này là ai? Tôi chỉ nói tôi đã từng làm chung với người này ở một chương trình dài hơi. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Thật sự thì cho tới thời điểm này á, thì em nghĩ là khoanh vùng của em về nhân vật này nó gọn hơn nhiều. Nhưng mà em vẫn còn đang băn khoăn giữa hai cái tên. Nhưng mà nếu như kết nối một cái chi tiết dựa trên cái character của Onsen á, thì có thể chỉ còn một cái tên thôi. Em nghĩ là nó nằm vòng vòng đâu đó trong ao hồ đó. Ao hồ là ý nó hồ Bình Hương á hả? À, nhưng mà bây giờ thì Huy sẽ cung cấp cho hội đồng cố vấn thêm manh mối nữa. Đó chính là kỷ niệm của Onsen với hội đồng cố vấn. Dạ. Xin mời manh mối. Lố liền. Gì vậy? Ê trời. Dạ. Đó, ra bắn cho cố sát, dí em bắn 3-4 vòng. Bắn văn kỷ niệm ta luôn. Bốn người không trúng ai hết trơn rồi, trúng khán giả chứ. Anh trai, đưa giùm. Chứ mày chơi giúp. Đó. Bây giờ em phải hỏi, mệnh lệnh của Osen là bắn cái mũi tên kỷ niệm này vô ai? Anh nói là anh hỏi, mà anh mô có hỏi ó cái chí mất đó. Tự nhiên anh để cái lỗ tai vô ó rứa. Anh có biết là một chiếc lá rơi cũng làm ó hoàng sợ. Mà cái thái độ của anh như rứa làm cho tim của ó bắn ra ngoài cái nè. Mà đặc biệt là cái dòng trẹp ơi là trẹp của anh Trận Thành làm tim ó như rứa cái bạch ở dưới ní này. Ó lườm lên này chứ. Như vậy qua ngụ ý vừa rồi thì mũi tên kỷ niệm này sẽ bắn vào vị trí của anh Trấn Thành. Phụng thừa thiên quế hoàng đế à có lỗi. Phụng thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết. Lục gặp Trấn Thành tôi có bầu. Trời ơi, ô ơi, ô việc chi mà mang tiếng mình rửa đấy. Ở làm hay là chết anh cô rồi ở. Trời ơi, tôi là người đàn ông có gia đình mà ó nội là gặp tôi ó có bầu là chết tôi rồi. Rửa cho nên ó nó chịu tiện oán từ bữa đến chừ. Gặp anh tự nhiên cái bầu của ó to như rửa. Thì hôm ní là nhấn tiền ó rửa oán cho ó chứ. Anh nói anh còn làm việc dài hơi về ó nữa. Chứ anh nói rửa răng được. Lần trước tôi nói ó có cốt cá tráng trồng, nhẹ nhàng, tao quỷ cung đình. Chưa gì là qua vòng 2 là ó bắt đầu là ó lộ ra bản chất là coi như là... Cái bản chất này là có manh mối đó. Ó cứ dèo quá, dèo về rí thôi. Này chứ ó chỉ đứng như rí chứ có làm chi mất á. Dễ thương, dễ thương quá. Lần trước á là o nằm trong cung đình, bữa nay là bà chạy xuống chợ rồi, bà bắt đầu bà lừa lọc, bà nói là bây giờ gặp tôi bà có bầu ha. Và tôi xin nhắc lại với hội đồng cố vấn là những dữ liệu này là những dữ liệu hoàn toàn có thật. Trời ơi, e
em Xiên muốn gì ở tôi? Anh phải hỏi là O Sen muốn gì ở anh? O muốn gì ở tôi? Trời ơi, nổi quan thị màu. O nói sự thật rửa chứ, anh nghĩ O muộn cái chí à. O là đang túng hòa mù đúng không O? O làm cho mọi thứ nó rối tung lên. Cái đầu tóc của tục nhân nó rối tung lên. Làm cho mọi người rối tung là nghe chỉnh của O mà. Nhưng mà nãy anh Thành chia sẻ là những manh mối mà anh đã đoán từ trước, bây giờ kèm thêm manh mối này nữa. Anh nói thiệt với em, không có manh mối này là cũng đã đoán được rồi. Wow. Ngoài khi gặp tôi O có bầu, chúng tôi còn có làm chung với nhau nhiều chuyện lắm. Như vậy là một người thân thiết với anh Chính Thành. Thì đó, những lúc tôi âm thầm làm gì thì O sẽ âm thầm làm chuyện đó. Bây giờ anh tung cái hình đó là rối hai bên. Ờ, cái này là mới rối nè. Tôi nói thiệt là tôi chắc chắn là những điều tôi đang nói là đúng. Tôi chỉ sợ là khi tôi nói cái tên này ra, hai người này sẽ mắc công biết. Anh ơi, mình cùng thuyền mà sao anh dạy với tụi em? Không, anh đã xé thuyền rồi. Anh hệ thống nè, có con, ok, gặp tôi lúc có bầu, ok. Lỡ một cái gì đó, có thể là lỡ một cái mối tình, hoặc là lỡ một cái sự thành công, với tất cả những dữ liệu ở trên kia, và cả khi O nói được giọng ba miền luôn, là tôi biết được O là ai rồi. Trong đầu Tiên cũng có nghĩ về một cái nhân vật, nhưng mà bây giờ để cho củng cố hơn cái nhận định của mình đó, thì cho Tiên hỏi O Sen. Hồi nãy Tiên có thấy cái dữ liệu là một bài hit làm vì nhớ nghề và bỗng chốc trở thành hit, thì có phải là nhớ nghề ở đây là sau khi sanh em bé thì có cái bản hit này không ạ? O nói cho cả cô vẫn biết là khi mô O cũng nhớ nghe hết, còn cái bản hit nữa ai mà biết là hằng tư trên trời hằng rơi xuống mất á. Trời ơi, duyên dáng rối nữa. Ơi, vậy cái bản hit của O có liên quan tới mây trời không chung đồ không? Rắn mồi rửa hè, cái chi cũng có mây trời cậu thanh chứ. Cái chi mà không có đất trời hào á quý. Cái sự thanh tao của tập trước nó khác với lại cái khác sự xéo sắc hoàn tập này luôn á. Thì O đã nói nghe chỉnh của O là làm cho mọi người rồi túng rồi mu lên rồi mà. Sao tập trước O thanh tao mà tập này O mày tao quá vậy? Ôi, nhưng mà ngoài anh Trấn Thành ra thì O có kỷ niệm nào với lại ban cố vấn ở đây không ạ? À? Thì mình xem trên TV đó, ai O cũng thương cũng mến lắm. Mà đặc biệt là ca sĩ á, O thương lắm. Mà tính ra hôm nay là O trả lời là coi như âm vốn luôn nha. Không, tôi nói thật, đây là một nhân tài về cá tính, khả năng về ngôn ngữ. Từ một cái bài có âm hưởng hơi dân gian đương đại, rồi bây giờ qua bên đây cũng pha dân gian nhưng mà hiện đại hơn một chút nữa, thì nói chung là cái gì cũng làm được hết. Đây là một nhân vật tôi nghĩ các bạn khán giả nên để cô ta đi xa với chương trình. Chúng tôi cần những nhân vật như thế này tại The Masked Singer Việt Nam. Tên của O chỉ có hai từ thôi, có phải không? Đất lắc, tôi trả lời giùm luôn cho. Rồi xong. Ủa nhưng mà anh Thành đúng không? Anh tự tin luôn á. Vậy là ba từ rồi. Ôi ôi, sao em biết? Trời, mà thấy cái thái độ của người biết rồi nó kỳ với những người chưa biết lắm nha anh Thành. Tôi xin được lấy cân nặng tôi ra để đặt cược trong chương trình này. Nếu như mà tôi đoán sai O, tôi tình nguyện mập lên 2kg. O có biết là tôi chạy bao nhiêu lâu để tôi xuống được 2kg không? Mà bây giờ vì O mà tôi nói tôi sai tôi lên 2kg, đó là một chuyện kinh khủng. Bây giờ xin mời Trúc Nhân, bà nghĩ O Sen là ai? Em nghĩ O Sen của em là Nhật Thủy. Tóc Tiên, bà nghĩ là ai? Em đoán là Hòa Minzy. Hòa Minzy. Ơ, cái ban nhạc này thích cười cọt em lắm luôn á, ban nhạc này thích ăn được lòng dân. Tóc Tiên vừa nói ra ban nhạc đã một cách thật dè biểu. Quê Quy, bà nghĩ là ai? Dạ, Hồ Quỳnh Hương đi anh. Hồ Quỳnh Hương. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Và khán giả hãy nhớ comment cho tôi biết các bạn đang nghĩ O Sen là ai. Dạ nãy giờ O Sen giao lưu rồi, O Sen có nóng không? Dạ rất chi là nóng. Truyền thái y. Đúng rồi. Super. Trời ơi, O Sen kìa.
Cô vẫn Trần Thanh có vẻ khá tự tin thế. Để lần sau ông nói ít ít lại, nói nhiều lô hết. Và ngay bây giờ sẽ là một nhân vật rất đáng yêu, rất nặng ký, đúng nghĩa đen. Hãy chào đón Chip Chip Pink. Xin mời. Trời ơi, bà không mệt hả trời? Cho hai thằng ông nội kia nghỉ việc liền. Người ta giác cái bộ đồ 70kg bắt nhỏ chạy muốn xúc quần. Trời hơn đâu người ta hát. Mà còn lùa gà nữa. Tính ra là Chip Chip Pink đâu có chạy anh, bị quảng lộn. Gà nó dí quá đâu có biết cái gì, tướng giật dây chuyền thì chạy. Gà nó dí quá quảng hồn. Quán tính là chạy đâu chứ biết cái gì đâu. Chạy mà muốn rớt cái lòng nhiều. Ôi tội nghiệp người ta quá. Từ em chỉnh trang lại cho Chip Chip Pink nhà em. Ôi bạn nghiêng qua cho chỉnh nữa kìa trời ơi, tinh tế không? Chip Chip Pink với nickname khác là Mochi. Mochi. Hôm nay phải chạy hết tốc lực bởi vì đêm nay rất là quan trọng. Bây giờ sẽ là manh mối về những điều đầu tiên của Chip Chip Pink Mochi. Xin chào, lại là tôi, đấy là Chip Chip Pink đây. Sau đêm chào sân đầu tiên, nhà tôi như đang được sống dậy khi thấy mình thăng hoa với âm nhạc. Ngay lúc này, những ký ức của tôi dường như cứ ùa về. Nhà tôi đã bị những người ganh ghét miệt thị và tấn công một cách nồng nhiệt khi tham gia một cuộc thi âm nhạc đình đám. Ở một sân chơi khác, cũng là lần đầu tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nhận về lời nhận xét không thể nào sát muối trái tim hơn. Em không hợp làm ca sĩ, chỉ hợp làm diễn viên. Khi con đường mình đi không trải đầy hoa hồng, sau 3 năm, tôi đã đủ bản lĩnh để thử sức vươn ra biển rộng và đối mặt. Trưởng thành là như thế, là nói ít đi và làm nhiều hơn, là không than phiền hay giải thích. Chẳng có gì thay đổi trong cuộc đời tôi, trừ một điều, sự yếu đuối, nỗi sợ hãi và vô vọng đều đã chết. Hy vọng của tôi vẫn không thay đổi và giấc mơ tối nay của tôi vẫn phải vẹn toàn. Wow, có nhiều dữ liệu nha. Với cái video clip đó chúng ta thấy là ngoài cái vẻ bề ngoài rất đáng yêu và dễ thương đó là một con người sâu sắc và chịu tổn thương. Em tò mò bài hát ngày hôm nay Chip Chip Pink mang tới chúng ta quá. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi đến với bài hát ngày hôm nay của Chip Chip Pink. Xin mời. Chẳng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu.
em làm tốt quá. Để tôi được dõi theo người, đừng nói không tin vì đã bao giờ bất tin. Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người. Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời. Làm ơn, làm ơn. Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu. Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người. Để tôi được sống với ước mơ. Được yêu theo dõi cái phần trình diễn này. Em có thấy cái gì nó rất là tinh khiết, nó bình an cực kỳ luôn. Anh lại thấy một cái gì đó rất là xúc động. Cái tình yêu của người này chân thành lắm. Hát xong mà giống như mình thương cái nhân vật luôn. Ừ. Khi bạn hát bài này là bạn tin cái điều mà bạn đang muốn kể cho khán giả 100% luôn á. Dạ đừng rời xa tôi, kiểu là no, don't leave me. Thật sự thương, kiểu... dễ sợ thương yeah. Bây giờ mình phỏng vấn nhẹ một câu đầu đi. Tại sao Chip Chip Binh lại chọn bài hát này ở một vòng thi quan trọng như thế này? Mà em có thể cảm nhận được cái sự đau khổ, cái sự bất lực, một tình yêu không có thù ghét, không có oán hận gì hết mà là cho đi tất cả. Wow, dễ thương. Từ đau khổ đến Chip mừng quá, Chip mừng. Tại sao mà mình đang xúc động? Ồ, em đang xúc động, em đang thương. Bà trả lời khiến tôi nghĩ thương luôn. Chip mừng quá. Mọi người ơi, em đang xúc động quá nhưng mà cái giọng này nó không giống với cảm xúc của em bây giờ. Càng dễ hơn, em nghĩ là mình. Ê, tôi tin là Chip Chip Măng này nó đang khóc ở trọng đó, nhưng mà cái giọng nó không cho phép nó khóc đó. Không mất nữa. Em thương Mochi lắm, tại vì Mochi đang không biết nên khóc hay nên cười tiếp theo đây nè. Em có đang khóc không? Dạ. Ôi khóc thật à? Ờ khóc. Đưa hạt giấy vô cho Chip Chip Bing đi. Mochi hết tay được không ạ? Rất là thương luôn, hồi nãy em nghe cái người này hát xong là kiểu là muốn chạy lên ôm luôn á. Sao không biết sao thấy thương bạn này lắm. Tại vì cái cảm giác mà để mà có một cái phần trình diễn nó gọi là touch my heart, làm rung động lòng người, thì tôi nghĩ đó là cái phần trình diễn vừa rồi. Bây giờ cái này rồi làm sao đưa khăn giấy. Dạ cảm xúc lẫn lộn lắm anh. Nếu mà chị đoán đúng thì đây là lần thứ hai em hát trước mặt chị. Đà Lạt kìa. Lát người Đà Lạt rồi. Thì bị lộ nó mới lắc chứ. Cho qua Huy hỏi Chipping đã từng làm việc với rapper bao giờ chưa Chipping? Dạ em có làm việc rồi ạ. Tuyệt vời, thì anh biết là ai rồi.
Đây, sẽ tiếp tục là một manh mối quan trọng. Đó chính là kỷ niệm của Chip Chipping với hội đồng cố vấn. Ủa? Wow, tôi không hy vọng là một dạng kỷ niệm như O Sen vừa rồi. Tôi cảm thấy như là quả báo tới với lại tụi mình vậy. Quả báo đấy ạ. Quả báo. Xin mời manh mối. Nữa rồi, lại ra kiểu nguy hiểm nữa. Ơi, nữa ông ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ủa vậy đó. Ủa gì vậy? Là màu ghê luôn á. Hai đứa này là hai đứa bên đậu phát tờ rơi ha em. Không biết. Lăn 8 vòng. Em tưởng đâu bắn ai. Nhờ em đưa giùm. Em có cảm giác là em nhìn một tay sai của cái biệt đội này vậy. Mà đưa mà không cho manh mối để đưa cho ai nữa. Em muốn gửi tờ giấy này cho anh Gô Quy ạ. Gô Quy nhân chiến thư. Thank you. Cảm ơn thầy giám. Nhất. Ta đây. Thôi giờ gặp anh Quy lúc em có bầu. Em đã có chồng đâu. Chưa, còn trẻ nữa. Cho coi sao manh mối gì mà trầm tư nửa tiếng vậy Quy? Chương trình này không khéo sẽ thành chương trình lật mặt showbiz mất anh. Em còn quăng đứa con nữa. Chất lượng nha, chất lượng nha. Chất lượng sao? Chất. Thời khắc nó cũng nhạy cảm. Tôi đã từng đón giao thừa cùng anh Hoa Quy. Anh không nhớ sao mà anh đọc với cái giọng thất vọng thế ạ? Nè, các bạn thấy không? Rõ ràng nha. Bé Mochi đưa cái kỷ niệm rất là trong sáng là đón giao thừa đúng chung rồi. Đúng không? Chỉ có cái nhân vật này nghỉ tối thì nó mới ra tối thôi. Đón giao thừa chung nghệ sĩ với nhau. Vậy thì Quy đã biết đây là ai rồi. Nhưng mà còn lâu mới nói cho ba người này nghe. Trời ơi, chắc có mà. Mình Quy biết, Quy biết trễ nhất đó. Đây là một người cực kỳ dễ thương, cực kỳ hot luôn. Thực ra một cái chi tiết nó rất là rõ trong cái đoạn VT hồi nãy á. Nếu như mọi người để ý đó là có xuất hiện cái bảng billboard ở ngay quảng trường New York. Tức là hình ảnh của bạn này đã từng xuất hiện trong một chiến dịch của một cái bên streaming nhạc. Và cái số lượng nữ ca sĩ mà xuất hiện trên đó thực ra là không nhiều. Tiên có thể kể tên ra được luôn. Mà bạn này rất là thật thà. Dạ đúng rồi. Hầu như là có cái kỷ niệm gì bạn nói một cách rất là hoạch tẹt ra. Và những cái dữ kiện đó nó cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của bạn. Và nếu như ai đã từng biết về câu chuyện của bạn đều sẽ hiểu, hoặc là những fan hâm mộ mà đã yêu mến bạn là chắc chắn biết ngay. Cách người ta hát một bài hát, cách người ta làm một sản phẩm nghệ thuật là cách người ta sống. Tôi nói thật. Với lại có sự xuất hiện của hai chi tiết nữa, đó là tên của giám khảo. Giám khảo H và giám khảo T. Vậy mà cái tập trước Nhân hỏi bạn là bạn có thi một cuộc thi âm nhạc nữa không? Bạn kêu không. Đó là lần nói xạo duy nhất của bạn luôn đó. Dạ không, lúc nãy em kêu là em thi nhiều lắm. Nếu như không lầm á thì trước đây bạn có thi một cái cuộc thi về giọng hát. Đúng rồi. Đúng không? Dạ em cũng thi nhiều. Thi nhiều lắm chứ không phải là một cuộc thi. Người ta đã dính chính lại rồi. Chip ơi, phải giao thừa mình mới gặp là mới đây không Chip? Dạ vâng ạ. Dạ hôm đó không phải giao thừa. Sao thế nhờ? Anh nhớ đi. Thì nó là giao thừa, nhưng mà đối với Quy thì hôm đó không phải giao thừa. Chip có nhớ rõ không? Hình như anh mới là người không nhớ rõ anh ạ. Vậy là tôi hiểu là đi xa ở đâu rồi. I love rồi? You Mochi. I love you too Mochi. Như vậy là nghĩ sai người rồi. Chôn đáp án liền để mình khai thác. Quơ Quy trước luôn. Em biết tên rồi, nhưng mà em không nói được. Em muốn giữ cái tên này vậy sao luôn. Tại vì hồi nãy em đã hỏi, em xác minh về bạn và em đã hiểu rằng cái đó là đúng rồi. Không sao, mọi người hãy yên tâm. Là đáp án này của chúng tôi ghi ngay lúc này là chỉ cứu được một chút danh dự của chúng tôi thôi. Chúng tôi vẫn sẽ lấy cái đáp án đầu tiên à. Về mặt giá trị là nó không có đó. Nhân, anh nghe Nhân nói có một option 2 cho bạn này đúng không? Dạ, là Phùng Khánh Linh. Vì sao nghĩ như vậy ạ? Có một cái ấn tượng của em với Phùng Khánh Linh. Đó là ngày hôm đó Phùng Khánh Linh ra gặp em. Và Phùng Khánh Linh có nói rằng là: anh ơi, em được đạo diễn của một cái phim điện ảnh chọn cái bài hát này vào trong một cái phân đoạn của phim. Bạn mở hoài cho em nghe cái bài Hôm Nay Tôi Buồn mà em nhớ miết cho đến bây giờ luôn.
luôn cái cách hát, cái cách nhả chữ luôn anh. Rồi sao nghe hôm nay tôi buồn, sao nghe giống như báo như cái điểm của tụi mình vậy ta? Tại giống như kiểu đoán sai. tại vì lúc bạn này hát bài Làm Ơn á, tự nhiên em link vô cái bài sự... hôm nay tôi buồn đúng anh. Dạ, tự nhiên nha. Anh nghĩ cái đáp án của anh chắc dạ lắm nha. Tự nhiên nghe anh Nhẫn nói xong lung lay ta. Anh Thành ơi, anh Thành. Hả? Sau phát vừa rồi em xin phép em nói toàn bộ mọi người đáp án sai hết rồi. Trời chẳng vậy. Em nói cho anh Thành nghe nè, nếu như mà cái tên em ghi vô đó mà sai á, em sẽ dắt bạn gà qua quán A Mà ăn sạch hết bên đó. Trời ơi. Em ghi rồi gửi riêng ông cho anh. Ông chờ có nhiều đó rồi à. Quên. Em xin lỗi, ăn sạch đồ ăn trên bàn ngày hôm đó. Chứ tưởng ăn sạch cái quán là bữa đó tôi đóng cửa tiếp mình qua Huy đó. Tôi bảo là tôi mua đồ ăn một tháng vậy tôi bán. Quay đầu giới hạn lại chút xíu. Phải dưới mơm cho shipping nữa. Có truyền hình làm chứng à. Còn anh Thành, lựa chọn thứ hai của anh sau khi bị lung lay đó là cái tên gì? Anh nói thật là tới bây giờ anh vẫn chưa có một cái lựa chọn nào ngoài Chukisa. Anh đã từng có một cái kỷ niệm với bạn này. Có một lần anh đến một chương trình, anh cũng nghe bạn hát và nói là ô, sao cô bé này hát hay thế? Hát rất tình cảm, hát rất chân thành. Hôm nay nghe lại, y như cảm giác đó. Ok, nếu anh sai, thì rõ ràng là người giống người. Mà nếu như người này không phải là Chukisan, anh vẫn cho rằng Chukisan là một cô ca sĩ hát rất chân thành. Đó là ý kiến của anh. Còn Tóc Ti thì sao ạ? Em cũng giống anh Thành thôi, tại vì cái dữ kiện về bạn này nó quá rõ ràng và bản thân em cũng đã từng có kỷ niệm với bạn này rất là rõ rệt luôn. Hồi nãy trong cái clip bạn ấy có nói là khi tham dự một cuộc thi bạn ấy nhận được rất là nhiều cái sự công kích từ cộng đồng mạng. Chắc chắn là nói em rồi. Mà giám khảo có một chữ T đó nha. Chữ T là tiên. Nha chị nha. Thì đó, tức là trong cái cuộc thi đó chị có nhớ là chị nhận xét một cái câu, chị không biết là em tiếp thu cái câu đó nó là thành một cái lời tiêu cực hay là một cái lời cổ vũ em. Nhưng mà rõ ràng là cái người hiện nay đứng trước mặt chị hát như thế này trưởng thành hơn rất là nhiều so với 2-3 năm trước khi mà chị gặp em. Nhưng mà nếu đúng như những gì Tóc Tiên đã nói thì bây giờ bạn ấy đã tìm được màu của bạn ấy rồi. Đó là màu hồng. Chip chip pink. Đó là màu của Mochi. 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 Em thấy hình như là Chip Chip cũng bắt đầu hơi lung lay. Anh nghĩ là Chip Chip đang rung chân thì đúng hơn. Nặng. Dạ, nên cho Chip vào nghỉ ạ. Biệt đội áo đen cun ngầu ra đỡ Chip vô. Who is that? Hãy cho một cái tên. Chip Chip Chip, thương mấy nhà thì đừng để mấy nhà về sớm nha. Mấy nhà buồn lắm đó. Chip Chip Chip. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên VN thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, chúng ta đã chào tạm biệt với Chip Chip Pin và bây giờ sẽ là một ứng cử viên đã làm thổn thức rất nhiều trái tim. Một chàng trai vô cùng lịch lãm nhưng có lẽ là có nhiều mối tình đau buồn. Hãy chào đón gã trâu si tình Buffalo. Ôi trời, hai cái ông có quá trời quá đất không? Buffalo, 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 Buffalo. Chào Buffalo. Bây giờ hãy cùng với chúng tôi quay ngược lại quá khứ những điều đầu tiên mà Buffalo muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Xin mời. Tôi là một người ít nói, ít chia sẻ và ít tự tin. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất tài. Ngay lúc dường như tôi đã buông bỏ, thì giải thưởng đầu tiên trong đời tôi xuất hiện. Từ đó tôi tự tin trở lại. Tôi sáng tác, tôi ca hát. Đối với Masked Singer, tôi muốn khẳng định mình nhiều hơn cho công việc cầm mic. Trời ơi. Sáng tác, ca hát. Tôi nghi rồi. Tôi là một trong hai cái tên đó thôi. Em quên mất rằng em đoán người này là ai luôn rồi. Nhân ơi, tập trung bây giờ lúc thưởng thức âm nhạc. Nghe đi rồi phán tiếp ạ. Nghe đi. Bài ca của Buffalo Summer. Mm.
vội vã thu xếp trở về nhà. Mua nhanh nhành hoa em thích để làm quà, vậy mà ở nhà lại đang có thêm ai đó chơi với mình em. Chợt thoáng thốt rất nhanh em bảo chỉ là bạn em, tay em và ai kia bỗng xước ra như chẳng ai sai cả. Tất cả là dối trá, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi trả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu thương, trái tim lại mỉm cười như một người say đắm bên cạnh em. Chưa phải mình em, chuyện thoáng thốt rất nhanh em bảo chỉ là bạn em, tay em và ai kia bỗng xước ra như chẳng ai sai cả. Tất cả là dối trá, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi chả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu đau, trái tim lại. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi chả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu đau, trái tim lại mỉm cười như một người say đắm bên cạnh em. Và thưa quý vị, đó là Buffalo, và một tràng pháo thật lớn cho sự thể hiện của hai vũ công Minh Tân và Thảo Uyên. Rất tuyệt vời ạ. Cảm ơn ban nhạc Hoài Sa. Trước tiên là Thành phải rất cảm ơn chương trình The Masked Singer Việt Nam, thật sự là đầu tư quá kỹ lưỡng. Tất cả mọi người chắc chắn là đã làm rất nhiều điều để mang đến những điều tuyệt vời trên sân khấu xảy ra cùng một lúc. Với bộ mascot này, với giọng hát đó, với băng nhạc như thế này, với cái dàn dựng và hai vũ công tuyệt vời đó, ở đâu có à. Trời ơi, cảm ơn chương trình rất nhiều. Có phải bài hát vừa rồi là một bài hát lần đầu tiên mình thể hiện hay không ạ? Thật sự cái bài hát vừa rồi là một cái bài hát do Buffalo sáng tác. Wow. Về bổ sung cái ý của anh Thành luôn, là The Masked Singer Việt Nam không những có những bài hát bất hủ, có những bài hát nước ngoài, và thậm chí có những bài hát chỉ viết cho chương trình The Masked Singer Việt Nam mà thôi. Đầu tư quá. Tuyệt vời, quá đầu tư. Buffalo vừa rồi cũng đã có chia sẻ là chưa có sáng tác được một cái bài hát nào mà ra hồn hết. Ngày hôm nay khi mà một cái sáng tác mới của Buffalo như vậy mà mọi người có thể đứng lên như vậy thì chắc là bài hát đó cũng ra hồn đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Khiêm tốn. Không những là ra hồn mà làm người ta hết hồn nữa.
Mà nghe bài hát vừa rồi của Văn vẫn một câu ha. Cả một buổi chiều mà mất cả người yêu. Tại vì kẹt xe, tới không đón nó được, nó giận nó đi. Giận quá. Nó quạo. Bây giờ thật là cái câu đó là trong một buổi chiều mà em đổi ca người yêu. Đổi cả người yêu. Không phải đổi cả mà đổi ca. Đổi ca. Đổi ca người yêu. Yêu nhiều người cùng một lúc. Anh hết ca rồi em chạy qua người khác. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi. Đổi người yêu mà còn chạy xô nữa hả? Ê, nhưng mà cái sự ví von này nó rất là hay. Mà lần đầu tiên chị nghe thấy cái sự ví von này trong âm nhạc nha. Đổi ca. Nó vừa ví von mà nó vừa mỉa mai trong đó. Rồi. Anh Love, em có một cái thắc mắc mà ở cái tập trước em chưa có hỏi anh được. Là anh đã từng sáng tác một bài gần đây cho chị Harry Won hát đúng không anh? Nếu như mà có một cái dịp mà được sáng tác cho chị Harry Won thì còn gì bằng nữa. Thật sự mình rất là mong muốn được sáng tác chị Harry Won. Hy vọng là chị để tâm đến những cái sáng tác của Buffalo Love. Nói là phải giữ lấy lệnh như con bơm đậu gọi lại bay nha. Nhưng mà cho Tiên hỏi tí xíu là trong cái clip mà Tiên xem á, thì bạn nói là có một cái giải thưởng lần đầu tiên trong đời. Thì bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về cái giải thưởng đó được không ạ? Đó là cái giải thưởng đầu tiên cũng như là cái giải thưởng duy nhất cho đến giờ mà Buffalo Love nhận được. Tôi biết giải thưởng đó. Cái giải thưởng đó cũng có liên quan đến tôi luôn. À hi hi. Sao cái gì anh Thành cũng biết vậy? Chỉ vô tình cuộc đời tôi trải qua nhiều cuộc đời với một người khác thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là bạn lại tiến bộ như vậy. Tôi biết là bạn ấy luyện hàng ngày để ra được một cái cách hát mà nó bản lĩnh như vậy. Bạn thoát được cái sự không tự tin trước đó. Tại vì tôi đã từng có những kỷ niệm riêng với bạn. Bạn ấy cố gắng trong chặng đường để thoát khỏi định kiến, thoát khỏi cả bản thân mình nữa. Bạn ấy đã chạy bộ rất là nhiều trong nhiều cuộc đua. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng có nói với em rất là ngưỡng mộ cái sự quyết tâm và kiên trì của bạn. Ủa, có không? Em biết người ta là ai không? Mà anh nói như đúng rồi vậy? Em đã nói là em biết nãy giờ mà em còn biết trong cái chi tiết bạn nói bạn còn che giấu thân phận của mình. Bạn là một cào thủ. Bây giờ có cách nào cho Quy nó viết liền cái tên không? Nãy giờ thì hội đồng cố vấn cũng đã đưa ra rất là nhiều những nhận xét. Và bây giờ sẽ là một manh mối, một kỷ niệm của Buffalo Love với hội đồng cố vấn. Hay. Wow. Xin mời manh mối. Trời ơi nữa hả trời. Trời ơi. Trời ơi là trời. Hăng say diễn xuất quá luôn á. Lần đầu nhắm 5 phút rồi nhắm dừng 1 tiếng đồng hồ bắn cũng không trúng. Rồi cũng đi lượm thôi. Em ơi, giúp anh mang tờ giấy lên giùm anh. Anh đội ơn em, cảm ơn em. Dạ. Thấy thương em xì quá. Bày đặt ra diện cái nét trái tim đồ. Bắn cũng rất quớt. Bên này bóp follow chứ bên kia tăng follow đó. Đây là kỷ niệm của Buffalo với hội đồng cố vấn. Và bạn sẽ muốn Huy gửi kỷ niệm này cho ai? Buffalo xin gửi kỷ niệm này đến với ca sĩ Tóc Tiên. Nữ ca sĩ Tóc Tiên. Thanh có không? Nhưng trời, em biết chị nghĩ người này là ai nhưng mà sao em cũng không thấy người ta liên quan với chị ta. Ủa, từ từ, tức là hệ thống lại, nếu mà là cái người này là cái người mà mình nghĩ á, thì Tiên chưa gặp người này bao giờ. Xem sống không biết ai trên thì trời, ta có kỷ niệm với em không có kỷ niệm với người ta là sao? Thì sao không cho tụi em coi với? Từ từ, để chị phải làm cái sự tàn. Nhớ thì sao vậy? Thái độ ơi. Giống như chị là trò cười của cả chương trình đấy đó. Đó ghi cái gì? Nhưng mà sao? Đây nè.
đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời ơi trời, rất là có khiếu hài hước nha. Em là bóng hồng duy nhất trên cái bàn này mà tại sao từ ban nhạc tới nhóm bè xong rồi tới biên tập bây giờ cả nghệ sĩ cũng cười nhạo em. Không, chỉ đáng bị như vậy. Khi mà mọi chuyện xảy ra với mình thì ông bà thường lý giải bằng hai chữ ăn ở. Mình vừa mới nói lên là mình chưa gặp bạn này bao giờ. Thì hóa ra đây cũng là cái hint luôn là đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cái chi tiết này khá là đắt giá đó. Đúng rồi, nếu vậy là cái phán đoán của Tiên là đúng rồi. Có nghĩa là một ca sĩ trẻ. Một nhạc sĩ ca sĩ trẻ. Đúng rồi. Cũng có thể. Chưa gửi bài cho Tóc Tiên bao giờ. Em có định đặt bài không? Dạ chắc chắn đấy, sau cuộc thi này nếu bài mà... vừa rồi hay quá mà. Nếu mà chị Harry không lấy thì em lấy. Harry không lấy thì Nhân nó lấy cho em. Anh Love và anh Love, đây là lần đầu tiên anh gặp chị Tiên. Và đây là lần thứ mấy anh gặp em? Hay quá, câu hỏi hay luôn. Buffer Love gặp bạn không phải là quá nhiều lần nhưng đã từng gặp bạn rồi. Wow. Hình như là em cũng đoán đúng đúng người. Cho em xin phép được đặt một câu hỏi với bạn Buffer Love. Tại vì bạn đã có cái kỷ niệm lần đầu tiên thì mình cũng sẽ có câu hỏi đầu tiên với nhau. Dạo gần đây thì mọi người đều biết là ở Việt Nam mình, đặc biệt ở Sài Gòn hay là trên Đà Lạt, có rất là nhiều những cái sân khấu mà giống như kiểu mà live band. Thì có phải bạn là một người rất hay trình diễn ở những cái sân khấu đó hay không? À, là sân khấu nào ta? Rất rõ ràng là Châu Kiệt Luân không có ưa em. Chính xác luôn. Từ vụ đưa hin là hay không ưa rồi. Rất rõ ràng. Chán quá, buồn quá, luôn thất vọng với bản thân quá. Buffer Love dạng như thật ra những cái sân khấu ở Đà Lạt là mình cũng rất là muốn được tham gia đó, nhưng mà chưa bao giờ mình được đứng hát ở Đà Lạt hết. Chi tiết manh mối đã đủ rồi. Chúng tôi sẽ khép lại cuộc trò chuyện ở đây. Đó. Bây giờ chúng tôi muốn nghe những cái tên từ hội đồng cố vấn. Em có nhớ là tập trước em có phán đoán anh Buffer Love là anh Ưng Đại Vệ. Nhưng mà sau khi mà em nghe cái bài hát này á, vì em thấy anh có vẻ hơi giấu giếm cái sự xử lý bài của anh, thì em cũng có nghi nghi một người nữa, đó là anh Mr. Zero. Mr. Zero. Cái lý do mà hồi nãy em hỏi cái câu hỏi về chuyện mà đi hát ở những cái sân khấu live band gần đây là bởi vì em có nghĩ tới một cái tên mà rất là phổ biến. Option của em là bạn Tăng Phúc. Tăng Phúc làm sao mà chất giọng này được. Còn anh Chiến Thành vẫn giữ nguyên quan điểm hay mình có thay đổi? Dạ không ạ, quan điểm của tôi thì đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tại vì lần trước tôi không nghĩ là bạn ấy có thể hát tốt được đến như vậy. Tại vì tôi có hai option. Thì tôi nghe option 1 thì tôi cảm thấy là hình như là không giống như những gì mình đã biết về bạn ấy trước đó. Thì tôi nghĩ là option 2 thôi, chứ tôi cũng chưa rành về option 2. Nhưng mà tuần này với những dự kiện đã xuất hiện trên đoạn video, với những cuộc đổi ca người yêu, thì tôi đã có khẳng định và tôi không nói tên người này ra để giữ bí mật. Tên của bạn ấy tôi đã viết trong tờ giấy của tuần trước. Chốt, Wooey ạ. Em vẫn nghĩ Buffer Love đây là Mr. Zero. Wow. Nãy giờ mọi người đã phỏng vấn Buffer Love nhiều rồi. Có bài hát hết rồi, nhưng có một bài. Chị Tiên có một bài, chị Harry có một bài. Tên em chứ. Nếu mà chịu viết bài cho em á, thì đứng đây nói chuyện. Còn không thì mình vô trong nghỉ ngơi. Sao lớp? Hỏi chi cho người ta phủ. Cái này cũng gọi là ăn ở đó Huy ơi. Ôi tôi xong quá, tôi xong quá. Ai vậy? Em ạ. Có thể là lớp cần thời gian để suy nghĩ đó mọi người. Em mới cần thời gian để suy nghĩ. Không còn tâm trạng gì để mà giới thiệu tiếp. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu với hành trình của mình vào một xứ sở khác, gặp gỡ ứng cử viên tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị sẽ nghỉ giải lao trong ít phút để tôi chứng chỉnh lại tinh thần của mình. Tan ca rồi, xin phép cho Buffer Love được nghỉ ngơi xíu xíu. Các bạn có yêu Buffer Love thì cứ yêu hết chương trình, chứ đừng đổi ca người yêu ngang. Love love. Và bây giờ là một ứng cử viên đang chờ đợi để bước ra sân khấu và bùng nổ. Hãy chào đón Bảo Mắt Biếc. Chào
quá diva luôn. Cái tướng đi quá là quyền lực luôn rồi. Dáng đứng này mà ở tuần trước đang trong danh sách đỏ, nhưng tuần này sao lấy lại sổ đỏ? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi mở những điều đầu tiên của bao mắt biết. Không thể tin rằng tôi đang ở đây, The Masked Singer Việt Nam. Đã lâu rồi tôi không solo, cảm giác thật là thích thú. Tôi cảm thấy con đường làm nghề của mình vô cùng suôn sẻ. 12 năm rồi tôi vẫn giữ nguyên được tinh thần say mê. Bác sĩ từng bảo nhịp tim tôi thấp hơn người bình thường, vậy nên cái người khác gọi là cú sốc lại chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tôi cũng từng hoài nghi về khả năng của mình, nhưng khi đã đặt bản thân vào một ván cờ lớn, tôi luôn tập trung hết mình và hướng đến chiến thắng. Tôi thực sự biết ơn những khó khăn đã đến với tôi, những khó khăn mà tôi đã vượt qua bằng chính năng lực của mình. Ánh đèn của The Masked Singer quá hấp dẫn, và báo tôi đêm nay tự hứa rằng đã chơi là chơi cho tới cùng. Thôi, chơi là chơi cho tới cùng. Cái nốt quyết liệt này là ai rồi? Mà em thấy hình thể, dáng đứng, thần thái, năng lượng toát ra tự tin 100% luôn á. Mọi người hãy để ý con số 1 tá năm của cô ấy. 12 năm. Dạ. Và bây giờ manh mối sẽ tiếp tục lộ diện ở bài hát mà Bảo Mắt Biết lựa chọn trong ngày hôm nay. Xin mời. Trong trời không dây diều rơi.
Tao quá MC ơi. Tao mắc biết. Tao mắc biết. Tao mắc biết. Tao mắc biết. Hát phải cỡ này chứ. Vòng trước là lấy bài đá chéo sân vui vui mở màn thôi. Ôi chị tôi, thế này mà không nhận em là em buồn đấy. Bây giờ cảm xúc của hội đồng cố vấn với tiết mục trình diễn vừa rồi, xin mời anh Trấn Thành. Đây là những gì phải xảy ra. Với một cái người mang cái tình cảm với âm nhạc như thế này thì phải có những màn biểu diễn như thế này. Đó là những gì mà những ai đã yêu mến cô ấy chờ đợi. Còn những ai mà chưa biết về cô ấy thì chắc chắn là sau tiết mục này cũng sẽ muốn tìm hiểu về cô ấy. Và tôi nghĩ rằng The Masked Singer đang làm điều đó. Họ đang mang rất nhiều những giọng ca đến với một sân chơi nơi mà khán giả cả nước theo dõi để biết nhiều hơn về người ca sĩ đó, yêu nhiều hơn về dòng nhạc của họ và tìm hiểu họ nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đến đây đều sẽ không bao giờ uổng công sức đâu, bởi vì mọi người xứng đáng với những gì mà mọi người đang có. Cảm giác khi mà nghe phần trình diễn này rất là sướng, rất là đã. Chắc lâu lắm rồi em chưa nghe chị hát live. Mà hôm nay hát cái quãng giọng còn mở rộng hơn rất nhiều so với những gì mà bạn ấy thể hiện trước đó nữa. Đối với em nha, đó là một niềm vinh dự khi được nghe chị live trên sân khấu của ngày hôm nay. Chị đừng có giả vờ không nhận ra em nữa. Đúng rồi, chị cứ vậy hoài. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Bây giờ sẽ là kỷ niệm của Ba Mắt Biết với hội đồng cố vấn. Tóc tiên có rồi, anh Trấn Thành có rồi, Wowy có rồi, còn một nhân vật nữa mà những người ta không nhận. Xin mời manh mối của chương trình. Cảm ơn Tiên, để mình mở ra nha. Trời, không ngờ Báo Mắt Biết cũng có kỷ niệm với mình cơ đấy. Thiệt là hú hồn đi. Không biết lúc đó Báo có em bé hay là có gì. Thôi đừng nha, trời ơi, có một đứa con thôi được rồi. Trời ơi, trời ơi. Hồi nãy có cái vụ có con có bầu là tôi đã sợ rồi. Tôi là người đã có gia đình, các người đừng đến với tôi nữa. Cái gì vậy anh Thành? Tôi đã từng tâm sự thầm kín với Trấn Thành. Tâm sự thầm kín đồng nghĩa tâm sự hai người ở một nơi kín đáo. Bắp ơi, qua em dịch ra nó mới ghê đó. Báo ơi, tại sao đã gọi là thầm kín mà lại phanh phui ra cho mọi người biết vậy Báo? Thì tại anh nói cái gì đó, anh phải nhớ chứ. Tôi đã hứa gì với Báo cơ chứ? Ủa tự nhiên giờ bắt tôi chịu trách nhiệm là sao? Anh nói thầm kín nhớ đi. Tôi rồi. Thực ra là tính của anh Thành trước giờ khi mà gặp ai, nhất là những nghệ sĩ mà anh ấy quý, anh ấy hay tâm sự và cho rất là nhiều lời khuyên chân thành. Và cái tính của anh ấy nó vui là kiểu bao đồng á. Em đã hiểu vì sao anh rất là dễ đoán được tất cả những nghệ sĩ sau lớp mặt nạ. Sao vậy? Tại vì anh quá bao đồng. Tôi tưởng nói tôi quá chân thành, anh nói tôi quá bao đồng. Hai chị em mình rất giống nhau là thì quá đó. Bao đồng. Báo nhận xét như thế nào về Trúc Nhân ạ? À? Trúc Nhân đẹp trai. Thôi vậy là được rồi chị ơi. Đừng có gọi chị nữa. Không có họ hàng gì á, không có chị em gì đâu. Nhân ơi, thật sự là Nhân có làm lỗi gì với Báo không? Em không biết. Từ lúc em thấy Báo xuất hiện là Báo từ chối em. Bây giờ nè, nếu Báo đã coi tôi là người thân, tôi sẽ đổi cách xưng hô. Dạ thưa quý Báo. Đúng rồi bà, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ,
Dạ thưa quý báo, không biết là ngày hôm nay vì sao lại chọn bài hát rất là quen thuộc của một diva lừng lẫy, đó là chị Mỹ Linh, có ý nghĩa gì không ạ? Cái bài này á rất là hay, không biết làm sao nó lại không có nổi tiếng được như những cái bài khác của chị Linh. Thành ra là báo thấy lâu lâu có một dịp mà mình chơi vậy đó, cái mình chơi tới thử coi sao. Cái mình hát cái bài này nhưng mà mình đang đeo cái đầu này, mình không biết là nó có bể không nữa. Không có bể báo ơi. Rất là tình cảm. Có một cái chi tiết mà Tiên để ý trong cái VT. Thứ nhất là cái con số 12, có thể là 12 năm buôn nghề, hoặc là một chuyện tình 12 năm về trước. Là lâu lắm luôn rồi, 12 oh năm. Yes baby. Đối với em là 12 năm buôn nghề của chị. Của quý báo ạ. À. Quý báo, quý báo. Và thêm một cái hint nữa, đó là có một cái tấm thiệp ghi chữ thank you, là cảm ơn. Cảm ơn là tên của một bài hát. Thôi tóc Tiên suy diễn mà, người ta cảm ơn vậy thôi. Biết có cuộc điện thoại không? Cái cuộc điện thoại gọi tới ý là bầu xô, bốc xô thì người ta cảm ơn thôi. Thấy không, chẳng liền. Quý báo chỉ là sự thiệt thôi. Người này nói chân thật nè, Quy nói một cái gì đó từ trái tim em đi nè. Điều chân thật từ trái tim em là bí ẩn, không có manh mối, rất là khó để tìm ra được người này là ai. Nghiệp ma Quy vậy. À, Mô Quy kinh thành thiệt. Có thấy logo của Mô Quy là gì không ạ? À? Kính đen, có thấy cái gì đâu. Báo là một giọng hát rất là hay, truyền cảm, có nội lực, và Báo hát được nhiều thể loại đúng không ạ? À? Có một kỷ niệm với bạn này là tôi nói với người ca sĩ này rằng là trời ơi, bạn hay ho lắm, bạn đừng có để cảm xúc bạn bị nhốt lại. Có một thời gian tôi thấy là bạn ấy bị chơi vơi với cảm xúc ấy, bạn ấy không còn cái độ máu lửa như bạn ấy đã từng. Tôi bảo là đừng nhốt cảm xúc mình lại, để nó tự do đi. Và ngày hôm nay bạn ấy trả lại cho tôi còn nhiều hơn thế nữa, nó xứng đáng phải là như thế. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng tôi sẽ cần những cái tên. Đầu tiên sẽ nhường cái danh dự này cho một người em bị từ mặt suốt 2 tập, không quan tâm, không đưa hin. Nhất quyết không là không, nhưng vẫn nhận bà con. Trúc Nhân nói ra cái tên nghe sợ liền. Em có hai option, một là chị Hiền Thục. Sao em cứ nhắc chị phải Hiền Thục hoài á? Những cái màn mà từ chối em là không có Hiền Thục nói rồi. Không có Hiền Thục nhưng mà chị Đăng Trang. Nhưng mà em muốn nói với Báo là Báo là cả một quãng đời sinh viên rất đẹp của em. Cảm ơn em nhiều. Em nhớ là chị Đăng Trang nha. Dạ chị Đăng Trang. Tốt Tiên ạ. Bây giờ cái tên này là mọi người không nghĩ tới luôn á. Chị Mỹ Lệ. Everything is possible. Chị nói cái em muốn đổ lệ luôn á. Sao chị ngộ. Bây giờ đã có Huyền Thục, Đăng Trang thì Mỹ Lệ là hợp lý. Chị Mỹ Lệ thì giọng sẽ rất là đanh, còn bạn này giọng lại là trầm ấm. Thì hai cái màu giọng nó khác nhau hoàn toàn rồi. Thật ra thì tôi đã biết chính xác bạn là ai luôn rồi. Tôi chỉ nói một cái hint của tôi. Password của tôi với bạn này là u là trời. U là trời. Rồi, quơ quy à. Bí ẩn quá. Em sẽ tạm gọi chị này là chị Giang Hồng Ngọc. Option của quơ quy là maybe đó. Và chúng ta đã có những cái tên. Chúng tôi sẽ kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn quý báo ạ. À. Bạn thấy phần trình diễn của báo như thế nào ạ? Hãy ủng hộ báo bằng cách bình chọn cho báo thật nhiều nhé. The Masked Singer Việt Nam, xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ sẽ là một nhân vật đã làm cho tinh thần chúng ta lên rất cao, đặc biệt là một số người chúng tôi không tiện nhắc tên như Trúc Nhân. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón Hữu Thân. Quá trời bà Hữu Thân rồi. Cho tôi hỏi, đây là con hư hay con lương? Không biết, mà em ra hình như là mới tập đùi hay sao á. Cái cốt con này một là lương hai là cá kèo nha. Lương có hư nha.
Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những điều đầu tiên mà Hậu Thần muốn gửi đến chúng ta để xem manh mối đó có liên quan đến một nhân vật đang gọi hay không. Xin mời bạn clip. Ta nhớ khu rừng cũ. Ta tự hỏi ta đang làm gì nơi đây. Sau bao nhiêu năm cố gắng, ta nhận lại được gì? Đôi khi bên trong trống rỗng, vô định. Mà ta càng trống rỗng thì kỷ niệm sẽ tìm cách len lỏi lấp đầy. Ta nhớ về người bạn đầu tiên của ta. Ta nhớ về câu chuyện đầu tiên mà ta đã có. Ta nhớ giai điệu đầu tiên ta ngân nga cho người bạn ấy nghe. Ta nhớ khoảnh khắc đầu tiên ta tỏa sáng bên người ấy. Và đây là người bạn ấy đây. Ta nhớ hết, ta nhớ tất cả. Tới đây sớm quá, ta tự nổi da gà luôn. À, ta hiểu rồi. Massinger sẽ tiếp nối những kỷ niệm về lần đầu tiên của ta trong một bộ trang phục nóng như thế này. Mà nóng như thế này thì làm sao phải mệt. Mà nóng như thế này thì làm sao ta ha. Thôi, cho ta hát ngay đi. Bầu bà nhí nhảnh quá đi. Đã không có tập gym một thời gian rồi mà tối ngày đòi cởi ra không hả? Nóng như thế này. Nóng như thế này thì hát đi Hữu Thần à. Mời Hữu Thần.
nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toàn tính. Đôi khi anh dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơn. Giờ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Giờ chẳng bao nỗi nhớ vu vơ dần dần dịu dịu mộng mơ. Nắng chưa xong đã vội đổ vỡ. Cô đơn dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng dám yêu ai khi mình anh vây những đêm dài. Nghĩ đi em đâu ai chung tình được mãi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ răng răng dịu xíu mập mờ. Nắng chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng giờ cô đơn. Dù đã từng nói sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng dám yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em đâu ai trong tình được mãi. Nghĩ đi em đâu ai trong tình được mãi. Nghĩ đi em đâu ai chung tình được mãi. Và đó là Hữu Thần. Và một tràng pháo thật lớn để dành tặng cho ban nhạc Hoài Sơn. Và những bạn có đi ra. Mình nghe cái bài hát này trong rất là nhiều version khác nhau. Nhưng mà cái hay của người nghệ sĩ khi mà họ hát lại tạo thành cái riêng của bản thân mình. Yeah. Và Tiên tin rằng là sau cái chương trình ngày hôm nay chắc chắn khán giả sẽ rất là nhớ đến phiên bản của bài hát này được thể hiện bởi Hữu Thần. Trời ơi, anh tôi xúc động quá rồi. Xúc động là vì cái cảm giác thăng hoa của nghệ thuật. Khi mà tôi nghe nhạc nó hay quá, hay tôi coi một tác phẩm gì nó hay quá là tôi sẽ rơi nước mắt. Tại vì tôi yêu nghề tôi lắm. Ôi hay quá, hay quá. Nghĩ đi Nhân, đâu ai chung tình được mãi. Nghĩ đi Hu, không ai tập gym được mãi. Hu ơi, nghỉ gym đi, đi hát là đúng rồi. Hu bữa nay cũng xúc động đúng không? Dạ vâng, trước khi cho em nói. À không, cho Hu nói chứ. Hình như lần trước Hu hơi sần nẹo. Cho nên cái giọng hôm nay nó còn ồm ồm hơn bình thường nữa. Hu rất là xúc động khi hát ca khúc này theo một cái tâm sự riêng của mình. Tâm sự riêng. Ủa mà nói với cái giọng này là xúc động hay chưa? Sau bài hát thì nó bay rồi ạ. Xúc động mãi thì em đâu đứng đây nói chuyện với anh Thành. Đâu ai xúc động được mãi.
theo Tiên thì đây là một cái sự lựa chọn bài hát thông minh, rất là chiến lược luôn á. Tức là vòng trước sẽ khiến cho mọi người sôi động và để ý tới mình, thì bây giờ mới thực sự là thấm đò. Mà hát nha các bạn, chỉ thẳng vô mặt Trúc Nhân, đâu ai chung tình được mà. Em thấy đoạn đó Nhân đứng hình rất lâu. Đâu ai chung tình được mà. Em tức. Nhưng mà tại sao Hu không chỉ ai cả ngoài em? Em nghĩ là đôi khi Hu gặp em để dạy em cách sống trong khổ đau. Từ cái tuần trước cho đến cái tuần này em vẫn rất là ấm ức. Who you are? Who you are? I am me. Me. Khẳng định chưa? Thiệt tình á, em tức quá đi. Nhưng mà Hu hát hay quá Hu ơi. Sao em không thể nghĩ ra được người này là ai ta? Đây, nếu đã bí bài như vậy rồi thì chúng tôi sẽ cho một manh mối kỷ niệm của Hu Thần với hội đồng cố vấn. Ơi, nãy giờ là Nhân chưa có một cái kỷ niệm nào nha. Đúng. Nhiều khi em không có luôn á. Không ai kỷ niệm với em hết hả Nhân? Hôm nay không có thì sau chương trình này sẽ có. Mà cả nước biết luôn nha. Bây giờ sẽ là kỷ niệm của Hu Thần. Xin mời manh mối. Còn có một và còn có một. Wow. Ê. Ôi wow. Ơi. Chết. Sao được, sao được. Chết. Ai ta. Bạn tới tận nhà luôn. Nhưng phải là của em chưa? Hay là nhờ em đưa cho ai nè? Bây giờ mới nghe Hu Thần chia sẻ nè. Rồi em đợi đây. Hu ơi. Ồ Hu à. Đúng người, đúng thời điểm chưa Hu? Em chả biết nữa, nhưng mà bây giờ nó cứ thình thịch thế nào ấy. Vậy là đúng rào đó Nhân. Vậy em mở nha. Đọc đi ạ. Đi crush. Dear crush, trời đất ơi. Cái gì vậy? Dài lắm. Cái gì vậy? Dear crush. Cách đây 5 năm, chúng ta có cơ duyên gặp nhau. Sau một thời gian theo đuổi, tôi đã ngỏ lời với bạn và thật bất ngờ bạn đã có chủ. Bạn đã có chủ. Người ấy là ai? Năm chàng trai và một cô gái nào. Cái này chấn động quá luôn á. Chấn động nha. Chị tính giùm em coi 5 năm trước là năm bao nhiêu chị. Em hết suy nghĩ. 2017. Nhân ơi, em đâu có cái gì đâu mà hỏi. Tại cuộc đời đâu có mấy ai mà tỏ tình với em đâu. Em suy nghĩ lại kỹ rồi. Cái này là yêu thiệt chứ mà giỡn. Tiên ơi, vậy là từ cái buổi xuất hiện đầu tiên đã cho chúng ta manh mối rồi. Nhưng cái người đang giữ manh mối lại không biết manh mối đó là gì. Anh xin thôi. Nó hồn hoài. Cái gì? Em chỉ a giùm thôi. Ai mượn học tiếng vậy Huy? Cho em hỏi là Hu Thần có từng đưa sáng tác nào của Hu Thần cho em không ạ? Chưa đâu ạ. Chỉ thích Nhân vì Nhân hát hay. Nhân rất là duyên và đẹp trai. Còn sáng tác thì biết đâu sau đêm nay mình cùng nhau sáng tác. Cùng nhau sáng tác bài hát hay sáng tác cái gì? Sẽ có em là thật, sẽ có anh là chứng. Sau mỗi lần chúng ta, anh lại có nhiều nguồn cảm hứng. Lại tìm cái đấy chắc là tùy duyên cho anh Thành. Trời ơi, anh Hu. Anh Hu. Em chết rồi, mê rồi, cái mặt nó mặt mê rồi, rung động rồi. Đã từ rất lâu rồi. Cũng có thể là bằng cái thời gian cách đây 5 năm trước anh gặp em. Cho đến thời điểm hiện tại, rất ít khi nào em cảm thấy bối rối. Nhưng mà tại sao em không biết cái người đang đối diện với mình là ai hết? Hay là tại vì từ những ánh mắt đầu tiên em không đủ làm anh bối rối. Bây giờ nè, anh sẽ liệt kê ra một catalog ra cho Nhân lựa.
Thưa quý vị, cái người này vòng trước hát có thể là tôi với Tóc Tiên á quả quyết. Nhưng mà cái bài ballad này làm chúng tôi hơi bị tranh banh cái cảm giác. Ok, giọng bắt phải không ạ? Và hát tình cảm phải không ạ? Tôi sẽ liệt kê một số menu sau đây. Anh Hoàng Hải. Anh Hoàng Hải có vợ không? Tôi nghĩ đến thôi. Nhưng từ khi đưa thư tình thì tôi không nghĩ là anh Hoàng Hải yêu Trúc Nhân. Thứ hai, Nguyễn Trần Trung Quân. Cái giọng bay bay này nha, đúng không ạ? Đúng không ạ? Có khả năng cao ạ. Nè, con nữa nè, Phạm Đình Thái Ngân. Đó là người em ghi trong này. Nhưng mà... em ơi, Thái Ngân nhiều khi giả giọng bác nữa. Em phải tin anh. Chương trình này O Sen làm được thì Hu Thần cũng làm được. Còn nữa nè, anh Tú. Vy sẽ đưa thêm hình Hu Thần cho Nhân. Dạ anh nói đi. Bắt đầu theo dõi hành trình nha. Hu Thần bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 18 tuổi. Không hả? Không hả? Đi em mời anh về. Hành trình mới bắt đầu. Rẽ lối luôn. Vừa mới chớm lên cái là rụng liền. Nhưng mà đây nè, có một cái hình trong cái clip VT mà phải để ý rất là kỹ. Đó là anh Hu Thần này có mang một cái vòng, có một cái hình tròn ở đây. Và trên đó có cung Thiên Bình. Thiên Bình có phải là Bảo Bình không ạ? Không ạ, Bảo Bình là khác nha, anh là Bảo Bình. Lộn rồi ông. Excuse me, cung Thiên Bình là một dạng người như thế nào ạ? Cung Thiên Bình là một người rất tình cảm, rất dễ tổn thương. Hu ơi, Hu có phải là như Tóc Tiên nói không ạ? Em cũng chỉ là con gái hay vui là cười. Trời. Trời ơi. Chị Tiên chỉ toàn đổ oan cho em thôi. Cho nên em rất là tổn thương khi 5 năm trước đây anh Nhân, chính anh làm cho người ta thích anh. Rồi anh làm cho người ta muốn tìm hiểu anh. Rồi anh lại bánh bụng phát bột tim như thế này. Ủa thiệt không vậy? Ê cái này thiệt không vậy trời? Sao nó nói giống thiệt quá vậy? Thiệt, em đang chân thành lắm. Cho nên là thật sự với mọi người đến với cuộc chơi này thì trời ơi. Thì trời ơi. Tôi cũng trời ơi đây ông ạ. Bình tĩnh. Thì trời ơi sao? Trời ơi. Rất là bất ngờ khi chương trình test núp ấy bảo là có Trúc Nhân. Ôi dồi em cứ sốt sồng sột lên như thế này. Sốt sồng sột luôn anh ạ. Trời đất ơi, trời ơi, chương trình chấn động quá vậy. Cho nên là em không biết hôm nay là nhân duyên trời định chớ trêu hay là muốn ghép duyên làm một lần nữa thì em không biết luôn. Nè. Dạ. Sao tự nhiên bây giờ nói cái giọng này tôi nghe thấy giống giọng Long Chuin quá vậy? Không phải đâu anh ơi. Hồi nãy em có thấy trên cái màn hình giới thiệu có để cái lời bài hát là bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người. Chuyện chàng cô đơn. Không biết có dính líu gì đến bạn thì không? Đó là cô đơn, 5 năm trước cô đơn đó. Nghĩ xem 5 năm. Nghĩ xem 5 năm thôi. Bà chúng tôi cung cấp cho quý vị luôn tất cả những gì Hu Thần nói nãy giờ là sự thật 100%. Ủa cái này chấn động quá nha. Chấn động nha. Bây giờ Hu nè, gật và lắc thôi, xác định cho tôi là thiệt hay giỡn. Thì tùy mọi người. Sợ rồi. Sợ giỡn ra. Mình đã từng xong ca chưa nhờ? Có bén duyên với nhau đâu mà xong với lại trả ca. Sao em bất lực với ca này quá ta? Chưa bao giờ mà tôi thấy nhan sắc em tôi được tôn vinh tới như vậy. Bữa nay nó có giá quá. Em không biết là ai ta ơi. Trời crush 5 năm đó anh. Ờ. Mà bây giờ mà ra đây thêm một câu nói nữa là đâu ai chung tình được mãi, tức là trách người đã nóng vô tâm chính là nhân. Cha có khi nào cái bài hát có không giữ mất đường tìm cái nó giận vô em luôn không anh? Thiệt á. Bây giờ một lát mở ra người ta đẹp trai, năm nay mà muối nó lên lại là em chết liền. Là sáng mắt chưa luôn á. Sáng mắt chưa thật liền. Bất ngờ. Có không giữ mất đường tìm. Ông bà vẫn kết luận do ăn ở.
Như vậy, dữ liệu rõ ràng nhất mà Hữu Thần muốn gửi là Trúc Nhân. Nhưng hiện tại Trúc Nhân là người không rõ ràng nhất xem Hữu Thần là ai. Những đang mơ hồ, bây giờ xem những cái tên từ hội đồng cố vấn. Anh Trấn Thành, anh nghĩ là ai? Anh Tú. Top tiên thì sao? Đúng là ở trong tập đầu á, tụi em rất là tự tin về cái lựa chọn của mình. Nhưng mà tự nhiên tới khi mà nghe cái vòng ballad thì em lại hoang mang nhiều quá. Và em thấy trong option của anh Thành đưa ra có một option mà em thấy rất là hợp lý. Đó là bạn Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng mà em có thêm một option nữa. Đó là anh Dương Triệu Vũ. Tại vì có một thời gian anh Dương Triệu Vũ cũng có cái cách hát nhẹ nhàng bay bổng như đúng vậy. Đúng rồi. Đúng không? Dương Triệu Vũ khi mà ra bài Em Lỡ Thôi À là đang chuyển sang cái hướng hát nhẹ, hát bay bay chứ không phải là hát theo cái kiểu nặng. Anh Quy, anh nghĩ là ai anh Quy? Có thể đây là Isaac. Nhưng em thực sự biết và đây là sự bó tay toàn tập của em về anh Hữu Thần. Em không biết anh là ai hết anh. Không có dữ liệu và không có tên luôn ạ. Em có ghi vào trong đây là chữ Thái Ngân đây, chị Tiên thấy đây nè. Thì bây giờ chốt cái tên đó đi. Chị Tiên có hình cho em là đây là một thành viên ở trong một nhóm nhạc nam. Bởi vậy mà lúc hối em quá cái em ghi vô tờ giấy là anh Thiên Vương nhóm MTV, cái em bỏ vô cái thùng. Bị rối quá anh, em đâu có biết làm gì đâu. Xong rồi hồi nãy nghỉ giải lao này kia cái vô hả, anh xịn với chị Tiên cứ mày sẽ chết với cái sự tò mò này. Ủa anh sao đối xử với em vậy? Em có làm gì sai đâu anh. Bây giờ là anh thấy em hơi sai sai với Hữu Thần nè. Đúng rồi, chắc chắn không phải là anh Thiên Vương rồi. Đúng. Xong rồi sau khi em nghe cái giọng hát bay bay em thì em ghi vô đây là Thái Ngân. Nhưng mà khi em nghe em Thái Ngân hát ở ngoài thì cái độ dày và cái độ xốp ở trong cái giọng hát của anh Hữu Thần nó có cái sự trưởng thành hơn thì em không biết là em phải nên chọn nhiều ai. Khi vào một chương trình người ta cố tình làm một cái gì đó khác với người ta. Chúng tôi ngưng cuộc tranh luận tại đây, một mặt là bảo vệ cho Trúc Nhân với kết quả này, bởi vì khi Trúc Nhân nói một cái tên sẽ ảnh hưởng về sau thêm 5 năm nữa. Tôi đề nghị chương trình làm một cái bản catalo và nói là khán giả nếu ai muốn ship thuyền crush của Trúc Nhân là ai thì ai được bình chọn nhiều nhất thì người đó biết đâu sẽ là ứng cử viên sáng giá. Hãy comment cho tôi biết các bạn nghĩ đó là ai và muốn ghép thuyền Trúc Nhân với ai. Sẽ giống chương trình người ấy là ai luôn. Mà Bắp ơi, riêng Hữu Thần tôi cũng cho rằng đây là một nhân tố rất cần cho chương trình Masked Singer gây tranh cãi. Và anh hát quá hay. Ôi, xin cảm ơn mà, xin cảm ơn. Đây tranh cãi hồi sau phân giải, bây giờ cũng nóng rồi, nãy giờ cũng buồn nhiều. Dạ. Người ta nhận không ra mình vô trong giọng lau nước mắt chứ. Đúng, gạt lệ chua cay. Xin mời biệt đội Cun Ngầu hãy đưa Hữu Thần vào trong. Hey 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 hey. Rồi ơi, vào hậu trường rồi mà em vẫn thấy tim mình nhảy tưng tưng đây này. Nếu tiếp tục được ở lại chương trình, em mong là ban tổ chức The Masked Singer Việt Nam lại mời anh Trúc Nhân tiếp nhé. Có anh Nhân thì em auto hát hay hơn mới chết chứ. Tôi chỉ có một ý kiến nho nhỏ, mong ban tổ chức nếu được và có điều kiện thì hãy thực hiện. Tôi không biết là Hữu Thần sẽ đến với chúng ta qua bao nhiêu tập. Nếu đến cái ngày Hữu Thần lộ diện, không biết là có một cái cuộc gặp gỡ giữa Trúc Nhân và Hữu Thần không. Cái này nó giống như nhân viên quyền định vậy Bắp ơi. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dành ít phút để chuẩn bị cho công đoạn quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là bình chọn tiết mục mà mọi người yêu thích nhất. Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút. Chào mừng quý vị quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và đây là một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy là tiếc nuối nhất ở giai đoạn này, thì chúng ta buộc phải chọn ra một người để lộ diện cho buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước tiên tôi muốn nghe những lời nói từ phía hội đồng cố vấn. Ngày hôm nay những tiết mục mà năm nghệ sĩ chúng tôi đã mang lại những cảm xúc như thế nào? Xin mời hội đồng cố vấn. Hôm nay là một buổi trình diễn đầy cảm xúc yêu thương và nó làm cho em cảm thấy nhớ da diết và rất là tiếc nuối khi mà mình phải đưa ra những cái quyết định. Bởi vì thật sự năm người nghệ sĩ ở đây mình đều muốn giữ họ lại và em thật sự rất là quý mến năm người ở đây. Cảm ơn Bùi ạ. Còn Chiến Thành thì sao ạ? Chương trình Masked Singer cho chúng ta một khái niệm
rất là rõ ràng. Đây đều là những người hát rất là hay. Và những người hát hay cùng gặp nhau trong một đêm diễn thì cái gì quyết định ạ? Đó là cái việc chọn lựa một bài hát. Tại vì ca sĩ muốn nổi tiếng là do có bài hit. Mà chúng ta thấy rằng là tất cả những ca sĩ này họ đến đây để hát những thể loại trái sở trường của họ. Cho nên dù cho ai có lộ diện thì mọi người cũng đừng nghĩ là do hôm nay mình thể hiện không tốt. Đơn giản chỉ là vì cái bài hát của mình chọn vô tình trong cái khuôn khổ và điều kiện của chương trình thì đôi khi nó không phải là một bài để thi mà là một bài để thưởng thức mà thôi. Cho nên là mọi người hãy thật là enjoy. Mọi người hãy tin rằng là tất cả các bạn đều là những vocalist rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chiến Thành ạ. Năm câu chuyện của năm nghệ sĩ trong chương trình ngày hôm nay rất là hay, rất là cảm động và đều chạm đến trái tim khán giả theo một cái cách nào đó. Đối với em, The Masked Singer cũng như là năm anh chị em nghệ sĩ đây đã cho em thêm một cái niềm tin rằng tài năng cộng với cái tâm với nghề sẽ tỏa sáng. Và The Masked Singer chính là nơi để cho tất cả được tỏa sáng đúng chỗ và đúng lúc nhất. Xin cảm ơn ạ. Tuyệt vời ạ, cảm ơn Tóc Tiên. Và bây giờ hãy lắng nghe về cảm xúc của một người hiện tại đã chất chứa rất nhiều tâm sự. Trúc Nhân ạ. Trúc Nhân chưa tham gia bất kỳ một cái game show nào, không thấy mệt, không thấy buồn ngủ, quên luôn là mình đã ăn gì hay chưa, và quên mất rằng mọi thứ xung quanh nó đang diễn ra thế nào. Và rất lâu rồi Nhân mới bị cảm động và khóc vì nghệ thuật. Rất lâu rồi Trúc Nhân mới cảm thấy bối rối trước một điều gì đó mà mình phải đưa ra một cái phán đoán nó rất là nhanh, trong khi tất cả các cái dữ liệu ai cũng đưa cho mình hết nhưng nó vẫn rất là mờ mịt. Rất lâu rồi Nhân mới thấy lại những cái ký ức, những cái người mà mình ngưỡng mộ đã từng là tuổi thơ của mình, hôm nay người ta hiện hữu ở đây. Nhân không biết đó có đúng hay là không, nhưng điều đó rất là ý nghĩa với Nhân và mang lại cho Nhân rất nhiều cảm xúc. Và Nhân hy vọng chương trình sẽ đem lại cho tất cả quý vị khán giả những cái điều bất ngờ đến cái mức độ mà như Nhân vậy đó, không thốt nên lời luôn, và sẽ luôn luôn thắc mắc qua từng tập, và cho đến khi cái chiếc mặt nạ được gỡ ra thì bất kỳ một cái người nghệ sĩ nào xuất hiện thì Nhân chắc chắn rằng mọi người sẽ tỏa sáng và được trân trọng. Nhân xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Chỉ có ở The Masked Singer chúng ta phải xóa nhòa hết tất cả những ranh giới của những nghệ sĩ, và họ chỉ việc hát với đam mê của mình. Việc dàn dựng sân khấu, âm thanh, chúng tôi lo liệu tất cả mọi thứ. Vì thế đây là một sân chơi mà tất cả những nghệ sĩ đều xứng đáng nhận được những tràng tán dương của tất cả quý vị khán giả. Nhưng khi là phải quay về câu chuyện của mình, đó chính là ở buổi tối ngày hôm nay chúng ta buộc lòng phải chọn ra một nhân vật lộ diện. Bây giờ chúng tôi xin mời hội đồng cố vấn hãy suy nghĩ thật kỹ và bình chọn cho tiết mục mình cảm thấy yêu thích nhất. Xin mời. Chương trình nghệ thuật có chương trình lo, tới phần bình chọn chúng tôi lo. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian bình chọn dành cho hội đồng cố vấn. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho 99 khán giả tại trường quay. Thời gian bình chọn của các bạn bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian. Cảm ơn 99 khán giả tại trường quay. Và chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật hai dữ liệu này lại. Và thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả trên tay. Trời, cái gì vậy? Rất nhiều điều bất ngờ. Ôi. Nhân vật nào được Huy gọi tên vui lòng bước lên phía trước một bước. Đầu tiên đó chính là Bảo Mặc Biệt. Nhân vật thứ hai, xin mời Buffalo. Nhân vật thứ ba, xin được mời Chip Chip Pink. Người thứ tư, xin mời O Sen. Chết rồi. Come on. Chúng ta chỉ còn một cái tên cuối cùng ở hàng sau. Chết rồi. Hữu Thần và sở hữu 36,89% lượt bình chọn ở lượt đầu tiên. Và sau hai lượt thi đấu, Hữu Thần hiện tại đã sở hữu 32,52% lượt bình chọn từ hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay. Bạn là người có lượt phần trăm
cao nhất. Yes! Và bạn là người đầu tiên sẽ vào vùng an toàn của chúng tôi. Yes, chúc mừng. Yes, yes. Và chúng ta còn lại 4 cái tên. Đầu tiên xin được mời Mắt Biết bước về phía tay trái. Tiếp theo, xin mời O Sen bước về bên phải. Wow. Trời ơi, O Sen đi đứng khổ quá. O Sen dẫn điệu hạnh nha. Xin mời Chip Chip Pink bước về bên trái. Wow. Chip Chip chung với lại báo hả? Và như vậy, Buffalo xin mời bạn về bên phải. Tại sao lại có phân chia về hai hướng như thế này? Có lý do cả. Một hướng sẽ phải cố gắng vào những vòng sau, và hướng còn lại sẽ được đặt lên vùng nguy hiểm phải lộ diện. Wow. O Sen và Buffalo, các bạn an toàn, chúc mừng ạ. Về phần trăm lực bình chọn của O Sen, lượt đầu tiên là 18.45% và tổng sau hai lượt là 20.39%, hiện tại đang ở vị trí thứ hai. Buffalo, lượt bình chọn đầu tiên là 16.50% và tổng lượt bình chọn sau hai đêm là 15.05%, đang ở vị trí thứ tư. Báo Mắt Biết và Chip Chip Pin đang trong vùng nguy hiểm. Và các tên sau đây Huy xin phép được gọi tên. Chúng tôi rất rất tiếc khi phải thông báo, đó chính là Báo Mắt Biết. Bạn sẽ phải vất vả với chúng tôi ở những tập sau. Bạn là người vào được vòng an toàn. No. Như vậy, Chip Chip Pin, bạn là người mà khán giả muốn bạn lộ diện cho buổi tối ngày hôm nay. Oh no. Báo Mắt Biết, ở lượt đầu tiên bạn nhận về phần trăm là 13.59% và tổng lượt bình chọn sau hai đêm là 18.93%. Vị trí thứ ba, Chip Chip Pin, ở lượt đầu tiên được 14.56% và sau hai lượt bạn nhận được 13.11%. Và chúng ta một lần nữa xin được chúc mừng Buffalo, O Sen, Hưu Thần và Báo Mắt Biết sẽ đi tiếp vào tuần sau. Xin chúc mừng ạ. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter? Thương quá à. Thương mà gà quá à. Biệt đội áo đen cun ngầu đã mang ra cho chúng tôi những kết quả ấn tượng đầu tiên về Chip Chip Pin. Anh Trấn Thành có thay đổi ý kiến không ạ? Anh không bao giờ thay đổi, tại vì cái tiếng hát này là tiếng hát mà anh đã ấn tượng và anh tin vào cảm giác của mình. Nghe vài nốt đầu tôi đã đoán ra được rồi. Người này có bài hit hiện nay đang được giới trẻ yêu thích luôn. Một là Hoàng Yến Chippy, hai là Chukisan. Có cái từ thánh nữ, tin có thể nghĩ ra được thánh nữ Bolero, Jangmi. Để xuân mai, cái cách nhả chữ và cái sự nữ tính ở trong cái giọng hát á, làm cho em liên tưởng đến bạn Phùng Khánh Linh. Chukisan là sự lựa chọn của anh Trấn Thành. Tiếp theo sẽ là của Tóc Tiên. Bạn thay đổi ý kiến của mình hay không? Em không luôn, vì em rất chắc chắn về giọng ca này. Chắc chắn, Chukisan. Yeah. Cố vấn khách mời cũng đồng nhất ý kiến, Chukisan luôn. Đấy. Ba người chung ý kiến, chỉ có một con đường riêng dành cho người thành công. Bé Xuân Mai. Nào Huy, em thấy mặt anh.
Cái đó là cái nhận định đầu tiên nha. Bây giờ nè, quả quyết nè, em mà nói sai em ăn hết quán mà. Em nói cho anh Thành nghe nè, nếu như mà cái tên em ghi vô đó mà sai á, em sẽ dắt bạn gà qua quán A Mà ăn sạch hết bên đó. Có truyền hình làm chứng à? Alo em ơi, A Mà hôm nay không tiếp khách ở nhà, anh qua quy bao hết nhà hàng rồi, cảm ơn em, ok. Em bị bất ngờ với sự lựa chọn thứ hai của Quy. Anh em công bố đi anh, công bố đi anh. Đó là Emmy. Kèo A Mà này sát lắm rồi. Sát kèo, sát kèo. Anh Hành, cho em hỏi nè, nhà hàng A Mà mình có giảm giá vào những ngày đặc biệt, ngày lễ hay là... Em ơi, với vị trí của Huawei mà đi ăn nhà hàng mà lựa ngày giảm giá thì còn coi ra gì nữa. Gài. Gài quá, gài. Và chúng tôi xin thông báo đó chính là ngân hàng quốc tế VIP hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIP Travel Elite, thẻ tín dụng với phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất chỉ 1.75%. Rồi, bây giờ là lúc tất cả thắc mắc của chúng ta sẽ được giải quyết. Ẩn sau lớp mặt nạ này sẽ là ai? Mở ra, 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 mở ra. Trời ơi, trời ơi. Từ từ, trời ơi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Có bao giờ chết con em coi. Nhẹ nhàng, em bé luôn. Trời ơi, ai vậy? Yukisa. Em phải ơi. Cho khán giả coi để khán giả tâm phục khẩu phục. Amy. Ai vậy anh? Amy, Amy. Amy hả? Yukisa, anh xin chào mừng em đến với chương trình The Masked Singer Việt Nam. Huawei chào mừng em đến với nhà hàng A Mà. Dạ, cho phép em Yukisa xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành, anh Huawei, chị Tóc Tiên và anh Trúc Nhân cùng toàn thể khán giả đang theo dõi The Masked Singer Việt Nam ạ. Ngay lần đầu tiên khi em cất giọng ca lên, anh đã biết đó là em. Nhưng mà anh không thể nào ghi xuống được. Quỳ có những cái gọi là liêm sĩ mình nên giữ. Em hiểu không? Không những mà Quỳ rap được mà đánh trống cũng giỏi. Mà Yuki ơi, khi mà xem phần trình diễn của em, chị cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy em trưởng thành như vậy. Hồi nãy Nhân có tâm sự nhưng nói là sao mình nghe mình thấy thương quá. Thì chị có nói với Nhân là Nhân biết vì sao không? Là tại vì cả chị và Nhân đều từng trải qua cái khởi đầu giống như Yuki vậy đó. Thực ra ở đây ai cũng vậy, ai cũng đã từng có giây phút bước vào người khó khăn như thế nào, đã phải vượt qua biến cố như thế nào để mà có những cái vị trí nhất định. Cái sự thương mến và đồng cảm đó là cái điều mà Yuki-san đã mang đến cho cả bốn anh chị ở đây. Cảm giác khó tả lắm. Dạ em cảm ơn anh. Thật ra thì cái tiết mục lúc mà em hát làm ơn á, em có bảo là em đang rất xúc động là bởi vì một là do bài hát quá hay và quá cảm xúc. Còn hai là khi mà nghe chị Tóc Tiên nói. Thật ra thì em luôn luôn nhớ câu nói của chị. Đó là lời dặn là nếu mà muốn làm nghề lâu dài á thì tốt nhất là không nên trở thành một hiện tượng. Thật ra em không có bị tự ái hay là không có bị buồn gì hết. Em coi đó là một cái lời nhắn nhủ của một người đàn chị mà gửi đến em và em rất là trân quý cái điều đấy. Tuy là bây giờ em có thể là chưa có những cái thành công lớn nhất định, nhưng mà nhờ cái câu nói đó của chị mà khiến em cảm thấy kiểu nỗ lực hơn và tự tin hơn, có cái mục đích hơn trong cái sự nghiệp của mình. Em cảm ơn chị rất nhiều. Wow, cảm ơn Yuki-san. Và bây giờ muốn hỏi một cái câu hỏi trước khi mà chúng ta đến với bài hát lộ diện của Yuki-san. Cái hình mà cung cấp cho chúng tôi với Huawei là như thế nào ạ? Thì đợt đấy em và anh Huawei có quay trong chương trình Sóng 22. À. Thì đón giao thừa chung với cả nước luôn. Nên anh Huawei không nhớ cũng là đúng thôi. Yuki-san trong bộ đồ dễ thương như thế này, Huawei cảm nhận được cái vibe, cái phong cách đó. Giọng ca của Yuki-san rất là truyền cảm và rất là cảm động. Thực sự Huawei rất là thích và Huawei cũng rất là buồn và tiếc nuối khi mà phải... Dạ em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà em cũng sẽ không có quên cái lời hẹn mà anh đã ưu ái dành cho em. Hẹn gặp anh sớm thôi ạ. Được. Ok. Mà Huawei ơi, thật sự là chỉ mời Yuki-san thôi hả Huawei? Chúng tôi hiểu. Trúc Nhân cũng đói và Tóc Tiên cũng đói. Mọi người cũng vậy. Mọi người bình tĩnh qua. Huy cũng đói phải không em?
Mọi người bình tĩnh. Thôi để em nó hát đi. Dạ thôi được rồi, em xin nói lại, em xin mời tất cả những cái người mà đang ngồi tại đây. It's too late. Muộn rồi quý à, bây giờ chúng tôi không cần bữa ăn đó nữa. Chúng tôi cần nghe âm nhạc. Ý có âm nhạc mới xoa dịu được những tấm lòng tổn thương của chúng tôi mà thôi. Dạ. Yuki-san, bài các lời diễn xin mời em hãy gửi đến khán giả một bài hát của mình nhé. Em sẽ biểu diễn một ca khúc mà cũng gọi là khá là thành công của em, ca khúc Phải Chăng Em Đã Yêu ạ. Trời mây quá xa mơ, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, và sao tình cờ gặp anh em dễ ngang qua đời. Vài người vội vã vội đến rồi đi, mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy. Từng đêm nhớ mong về người, biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngàn tia nắng anh gần lại, ánh dương màu mắt xanh lời lỡ lên ngàn giấc mơ còn trong đời. Phải chăng em đã yêu ngay cho cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây tầng trời mây quá xa mơ, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Trái đất không là tường, mà sao em cứ đi nhầm đường. Lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart is breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ biết nhau như một ngày ta, lắm lúc chỉ biết phù vờ, bơ vơ lạc trong những giấc mơ. Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em, nhưng trong tim bâng khuâng chẳng có ai xem này. Chưa thương ngậm ngắm đâu thiệt vời bày. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây quá xa mơ, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Yêu hay không yêu, thương em anh hãy nói. Trao nhau đôi môi rồi sẽ trở thành đôi. Em đang chơi vơi, liệu anh có bước tới? Chỉ vì nói đôi lời khiến em chợt vui cười. Chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chẳng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây quá xa mơ, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Và thưa quý vị, đó là một màn trình diễn rất là tuyệt vời của Yuki-san. Một món quà gửi đến tất cả quý vị. Chắc chắn những gì mà Yuki-san làm trong ngày hôm nay và đêm trước đó, hình ảnh một chip chipping vô cùng đáng yêu, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng những khán giả, đặc biệt là những bạn fan đã yêu thích và sắp yêu thích giọng hát của Yuki-san. Chúng tôi tin rằng thời gian sắp tới Yuki-san sẽ còn gặt hái được rất nhiều thành công nữa. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam được thực hiện bởi Vion và V Channel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holding. Qua sáng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình Vì Giải Trí. Chúng ta hãy lập tức tải ngay siêu ứng dụng Vion để cập nhật và xem sớm nhất The Masked Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Hoặc chúng ta có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức của chúng tôi để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB,
dẫn đầu xu thế thẻ. Sở hữu ngay thẻ VIP Online Plus hoàn đến 6% mua sắm trực tuyến. Cũng như cảm ơn sự đồng hành của Pepsi, sảng khoái Pepsi cùng nhạc chất. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những bản đấu sau. Tuần sau, năm nghệ sĩ của bảng C sẽ quay trở lại. Liệu họ có duy trì được phong độ trên đường đua tranh cúp mặt nạ vàng? Và hội đồng cố vấn có giữ vững lập trường của mình về những phán đoán? Chắc là ba người ở đây chưa đoán được bạn này nữa, nhưng mà em khá là chắc chắn. Có phải bạn vừa mới trở về Việt Nam hay không? Nhiếm được quyền trả lời. Nhiếp không muốn trả lời. Không muốn trả lời là có rồi. Tôi không muốn nói nữa bởi vì tôi sắp lộ rồi. Cái chương trình gì mà lúc thì không muốn nói, lúc thì nói mà không đúng sự thật, làm sao tôi biết ai là ai? Em liệt kê giùm anh vài nghệ sĩ trong nghề mà nhậu dữ coi. Dạ, chị Harry Won cũng dữ. Bướm đã từng nhậu dữ lỡ Harry Won chưa? Giờ anh, sao anh hỏi em? Trời ơi! Em đoán ra rồi! Chặt đẹp luôn! Em bị sốc mà, có nghĩa là thay đổi hoàn toàn luôn. Có thể đó, đằng sau lớp mặt nạ đó là một huyền thoại đó. Các bạn hãy nghe cái đoạn phiêu ở giữa đi. Có dễ sợ không? Hãy nhìn vào nội lực và khả năng của người này thì không lầm lẫn ở đâu được nữa. Thì đó. Ban cố vấn ơi. Dạ. Ban cố vấn cho Phượng Hoàng xin một điều ân huệ. Cho bay thêm vài số nữa đi. Ai sẽ là người tiếp theo phải lộ diện? Và nhân vật phải lộ diện ngày hôm nay đó chính là... Đón xem tập tiếp theo của The Masked Singer Việt Nam sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2 V Channel. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.